Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại đồng hành trong bản điểm tin tối ngày thứ sáu trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng. Thế thì ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt khi mà tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư cũng như tất cả mọi người dân trên đất nước Việt Nam thì chúng ta đang có 4 ngày nghỉ lễ, nghỉ lễ ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và bản thân hùng lê thì cũng đang nghỉ lễ cùng với tất cả anh em cộng đồng nhà đầu tư tuy nhiên với góc độ công việc thì hùng luôn đặt ra cho mình là tối thứ sáu chúng ta sẽ nói những câu chuyện về thị trường chúng ta sẽ nói những câu chuyện về các mã cổ phiếu để chúng ta hình thành một cái thói quen thường xuyên đối với tất cả anh chị em và bản tin của ngày hôm nay thì như thường lệ thì chúng ta vẫn có 3 phần chính hùng sẽ view lại toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua sau đó sẽ cùng với anh chị em chúng ta sẽ view lại các cái mã cổ phiếu và cuối cùng thì sẽ có một vài ý về nhận định về xu hướng thị trường trong tuần mới và tuần giao dịch mới thì chúng ta chỉ giao dịch có 4 phiên và phiên giao dịch của ngày thứ hai thì chúng ta sẽ tiếp tục trong cái kỳ nghỉ lễ thế thì kết thúc cái phiên giao dịch ngày 23 kết thúc phiên giao dịch ngày 23 tháng 4 Tùng Lê đã ra bản tin video số 152 phân tích thị trường chứng khoán tuần từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 4. À, trong đó à, các cái điểm test về mặt kỹ thuật ví dụ VN-Index ở vùng 1240 phá chơi ở một vùng 1280. Ở à, VN30 ở vùng 1290 và à, chúng ta có nói đến à, cái kịch bản bắt đáy à, của thị trường ở vùng 1000 à, của vùng VN-Index 1000 à, một nghìn bao nhiêu Hùng ừ, sẽ xem lại một tí à, Kịch bản của VN Index bắt đáy Ở vùng 1.210 điểm 1.210 điểm Thì à, đây Cái chỗ này chính là cái điểm Mà chúng ta đã Bắt đầu mà chúng ta ra một cái bản tin Thì Hùng đã có à, đã, đã đánh dấu ở đây Thì ngay cái bản tin à, Trên cái bản tin tuần Thì Hùng đã có những cái phân tích à, Khi mà một cái bản tin tuần được ra Thì Hùng có đánh giá lại các cái chỉ số chung của Nikkei của chỉ số Dow Jones xong nó chỉ số giá vàng, giá dầu. Và sau đó thì chúng ta đánh giá về thị trường chung của thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta có thể thấy rằng là trong bốn cái tuần giao dịch vừa qua thì cái phần đa là tạo lập sử dụng cái chiến thuật là kéo trụ và xả trụ trong các cái nhịp long và sọt về phái sinh. Và chính vì cái phái sinh nó biến động rất là nhanh cho nên là nó biến động trong phiên luôn còn cơ sở của chúng ta thì hàng T3 nên là trong cái thời gian vừa qua thì uh, tất cả anh chị em nhà đầu tư trong cái mảng uh, nhà đầu tư về về mảng chứng khoán cơ sở là gặp rất nhiều khó khăn và thường xuyên bị động ở uh, thị cũng có chia sẻ rồi tức là chúng ta sẽ cần phải chờ qua cái giai đoạn đó qua cái giai đoạn của thị trường uh, lo sọt như vậy thì uh, nhóm La cáp uh, những cái nhóm chính nó sẽ giữ nhịp cho thị trường giữ nhịp cho vn index ở trên vùng 1.200 điểm và nhóm make up tức là cái những cái nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa thì phần đa nhà đầu tư của chúng ta là chúng ta nắm giữ những cái mã cổ phiếu à make up những cái nhóm cổ phiếu vừa phải ví dụ có mệnh giá từ 10.000, 20.000, 30.000 chẳng hạn như vậy. Thì trong cái khoảng thời gian 4 tuần vừa qua thì cái nhóm này chỉ có đi ngang và chỉnh giảm, nhưng chủ yếu là chỉnh giảm. Như vậy thì cái câu chuyện là nhà đầu tư chúng ta nắm giữ những cái mã cổ phiếu đó thì à gặp bốn cái tuần vừa qua gặp khó khăn nhưng trên góc độ kỹ thuật thì nó sẽ đi qua tức là uh, uh, mọi người thường nói vui là sau cơn mưa trời lại sáng thì uh, thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta cũng như vậy nó sẽ đi qua những cái giai đoạn như vậy để cho nhóm mới cáp chỉnh và hình thành một cái mặt bằng giá và đến thời điểm hiện tại thùng đã bắt đầu nhìn thấy nhóm ngành xây lắp trong bản tin video số 152 đã nhấn mạnh cho các anh chị là nhóm ngành xây lắp cũng đang à, hình thành những cái mặt bằng giá khá là tốt nó thì ở khi mà cái mặt bằng giá đó được hình thành xong thì nó sẽ có một cái lực cầu đẩy vào để à, bắt đầu cân lại cái nhóm ngành đó thì sau đó thì thị trường của chúng ta sẽ vận hành theo đúng cái quy luật cung cầu nó không còn những cái nhịp long sọt à, xả mạnh nữa và như vậy thì lúc đó thì à, cái 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 xu hướng về thị trường cơ sở của chúng ta mới bắt đầu ok được và ông cũng có đánh giá về nhìn về cái ý đồ tạo lập ở vùng 1210 điểm đến vùng 1220 điểm thì có thể xác nhận ở đây là một cái vùng đáy ngắn hạn của thị trường. Đáy ngắn hạn của thị trường thì từ cái vùng này thì đã có một cái nhịp long và uh, bắt đáy ở cái vùng này dự báo là như vậy. về thị trường của chúng ta sẽ uh, có những cái xu hướng về tăng điểm. Và uh, trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hai thì cũng có nói đến cái câu chuyện là VN-Index của chúng ta có cái điểm hỗ trợ test cung ở vùng 1240 điểm phái sinh thì ở vùng 1280 đến 1285 trong đó có nhấn mạnh là kháng cự tức là dự là khi mà phái sinh chạm về cái vùng kháng cự 1300 điểm đến vùng 1310 điểm thì sẽ xuất hiện một cái nhịp sọt đó cùng với đó thì phái sinh à, ở hỗ trợ ở cái vùng 1290 điểm đến vùng 1295 điểm và nó sẽ đồng pha với chỉ số vi à, chỉ số phái sinh khi mà cái kháng cự của ví ba 30 nó sẽ bị sọc lại ở vùng 1113 điểm đến vùng 1115 điểm. Ok. Đó, thì như vậy uh, Hùng sẽ view lại cho anh chị. Đây, chúng ta sẽ xem lại là trong cái kịch bản của cái phiên giao dịch thứ hai ngày đầu tuần, tức là phiên ngày 26. Thì Hùng sẽ nói đến phái sinh trước, tức là dự kiến là khi đó thì phái sinh sẽ chạm lại cái vùng kháng cự ở đây là vùng 1000. Đây các anh chị 1.300 điểm đến vùng 1.310 điểm và trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì phái sinh nhô lên được cao nhất đó là bao nhiêu điểm đấy 1.306 điểm đó. Vùng đã dự báo cho các anh chị một cái xu hướng là khi mà phái sinh đi về cái vùng 1.300 đến 1.310 điểm và trong phiên ngày thứ hai thì lên được 1.306 điểm thì tại thời điểm đó bắt đầu xuất hiện một cái tín hiệu đảo sọc ở đây và sau đó một cái tín hiệu đảo sọc này thì VN30 uh, của phái sinh VN30F1M tiếp tục test lại biên. Biên hỗ trợ 1280 đến 1285 điểm và mẫu chốt của vấn đề đến từ đây. Đó, mẫu chốt vấn đề đến từ đây các anh chị đó. Mẫu chốt vấn đề của thị trường bắt đầu đến từ đây khi cái điểm ở đây kháng cự sọt test lại thì test lại thì nó sẽ test lại cái hỗ trợ và nó bị mất hỗ trợ À, vào cái cung giờ đâu đó khoảng tầm 13 giờ và sau cái điểm mất hỗ trợ này thì sao ạ thì phái sinh đã rơi rất mạnh ở sau đó thì cái câu chuyện của thị trường à, nó mình 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 có những cái phân tích rất là rõ đó khi mà chạm về vùng kháng cự này thì dự báo có thể sọt tức là Thế thì khi mà phái sinh về đến đây thì chúng ta tạm thời chúng ta dừng lại, chúng ta quan sát, chúng ta không mua cơ sở nữa. Bởi vì khi nó chạm về kháng cự thì tại sao chúng ta mua, đúng không ạ? Và chúng ta phải mua khi nó chạm về hỗ trợ, thì tí đồ sẽ phân tích hỗ trợ sau. Cùng với thời điểm đó thì các anh chị cũng có thể nhận diện thấy là VN30, đó. Thì cái điểm tím này chính là điểm kết thúc và kết thúc của cái phiên giao dịch 23-4. Ở đó thì hôm nay bản tin video số 152 thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì các anh chị cũng nhìn thấy đây VN30 chạm được cái mốc cao nhất nó chạm được cái mốc cao nhất là bao nhiêu thì bị sọt lại trong cái dự báo 1.305 điểm thì bị sọt lại trong cái dự báo là à, kháng cự của nó là ở vùng 1113 tức là VN30 chưa lên được đến cái vùng kháng cự thì đã bởi vì là cái phái sinh nó đi trước đó nó chạm cái kháng cự này trước thì phái sinh nó sọt lại thì như vậy là VN30 nó cũng đảo chiều theo sau đó, thì VN30 cái mẫu chốt vấn đề của nó cũng như vậy. Sau một cái vùng mà lên ở đây thì nó test lại, nó test lại đây các anh chị, biên 1290 đến 1295, tức là mẫu chốt của VN30 nó cũng đến ở trong cái phiên giao dịch đầu tuần. Em sẽ cho các anh chị thấy à, khi mà à, VN30 bị mất cái hỗ trợ vùng 1290. Đó. Khi mà cái biên này bị mất hỗ trợ 1290 thì à, thị trường đã bị sọt rất mạnh ở sau đó và rơi đó mở chốt vấn đề đã nó làm chỗ đấy thì nó rơi đến hết cái phiên giao dịch của phiên ngày thứ, thứ hai cái điểm đánh sấu dấu xanh này là kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai đó thì tất cả những cái phân tích này thì đều nó đều được thể hiện rất là rõ trong những cái phân tích tổng hợp của ông lê và kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai đó ví dụ như vậy thì cũng có những cái đánh giá tiếp theo về cái 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 xu hướng của thị trường bởi vì sau cái phiên giao dịch ngày thứ hai đó thì cái tâm lý nhà đầu tư khá là hoảng loạn khá là mong manh đúng không vậy thì chúng ta sẽ phải à như vậy thị trường tiếp tục giảm thì sẽ giảm về đâu ví dụ như vậy thì có đưa ra cái mốc của vn 30 dự kiến của cái phiên giao dịch ngày thứ ba là sẽ rơi về vùng 1260 điểm đó sẽ là cái vùng hỗ trợ tương đối mạnh của vn 30 thì các anh chị có thể nhìn thấy đây à, bước vào phiên giao dịch À, đây bước vào phiên giao dịch ngày thứ ba thì VN30 đạp sâu nhất chạm về vùng 1265 điểm 1265 điểm đây còn 1260 thì nó chưa về đến nơi tức là về đây thì một cái lực long của VN30 rất là tốt và kể từ đây mẫu chốt vấn đề của thị trường nó cũng bắt đầu từ đây và sau đó thì à, những cái nhịp à, test của VN30 các anh chị có thể nhìn ở đây rất đẹp ở đây và bắt đầu từ đây thì Hùng Lê đã bắt phân tích một cái cầu long cho những cái phiên giao dịch tiếp theo đó rồi tiếp theo là đối với chỉ số phái sinh thì dự kiến à, mốc ở một một nghìn hai trăm bốn mươi điểm tức là ở đây chúng ta sẽ xem phái sinh phái sinh thì không chỉnh đến một cái mức như vậy và phái sinh nó về cái mức sâu nhất của nó ở trong cái biên kỹ thuật của nó là vùng một nghìn hai trăm năm mươi điểm và trong phiên giao dịch của ngày thứ ba thì phái sinh nó tích cực hơn cả Sau đó nó có một nhịp long lên và cái mẫu chốt vấn đề nó đến từ việc nó test lại vùng 1255 điểm ở đây không gãy Và chính từ đây thì chúng ta cũng bắt đầu phân tích một cái nhịp long về phái sinh đó Đối với chỉ số VN Index thì Hùng cũng có dự báo là cái kịch bản trong cái phiên giao dịch của ngày thứ ba Khả năng cái xu hướng ở cái vùng 1000 ở mốc 1210 điểm là khó giữ ở trong cái cái những cái phút giao dịch đầu phiên thì thông thường là như vậy đây khó giữ ở trong đầu phiên giao dịch và xu hướng có những cái điểm test lại nếu như cái mốc 1 nghìn uh, à, chỗ nếu như các cái mốc ở đây tức là nếu mà cái câu chuyện là vn30 mà bị phá cái mốc 1260 điểm và phái Trinh bị phá cái mốc 1240 điểm thì như vậy là xu hướng nó sẽ xấu hơn và trong cái phiên giao dịch của ngày thứ ba thì chúng ta thấy rằng là uh, cái mốc 1210 điểm đã bị đạp ở ngay từ đầu và cái điểm đạp sâu nhất của nó là về uh, Về đây là bao nhiêu đấy Tức là về ở 1.204 điểm Xuyết sát về vùng 1.200 điểm Và sau đó lực long bật lại Lực long bật lại thì nó đã test thành công Cái vùng 1.210 điểm đây của VN Index Như vậy thì có thể nói rằng là Trong cái thời giai đoạn vừa qua Thì Hùng Lê có phân tích một cái chen long Về mặt kỹ thuật của VN Index đó từ vùng 1.210 điểm dự báo là đáy ngắn hạn của thị trường chung thì đến thời điểm hiện tại là tạm chấp nhận tức là tạm gọi là đúng tạm gọi là đúng bởi vì uh, cái vùng này nó không bị phá và chúng ta đã có một cái trang long kỹ thuật uh, đó thì Hùng chỉ view lại như vậy thôi và tất cả những cái cột mốc của uh, cái phiên giao dịch ở uh, trong thị trường và những cái sự biến động đó thì được ở Hùng Lê phân tích liên tục ở trên ở trên team không chat N02. Thì khi các anh chị về với Hùng Lê thì chúng ta sẽ có uh, đủ các cái công cụ, ví dụ như room thảo thảo luận đúng không ạ? Đó. Thì trên cái room thảo luận này thì các anh chị có thể uh, hỏi uh, những uh, cái, cái 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 mã cổ phiếu, uh, những cái mã cổ phiếu và Hùng Lê sẽ uh, Hùng Lê sẽ sẽ trả lời các anh chị ở trên này. Hôm nay thì sinh nhật của Hùng Lê nên là À, nhận được rất nhiều các cái lời chúc mừng sinh nhật đúng 30 tháng 4. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục có một cái team đi lệnh không chat của phái sinh nữa thì cái team đi lệnh này hàng ngày sẽ có uh, các bạn uh, phụ trách admin họ sẽ uh, test uh, đưa những cái room À, à, xin lỗi cả nhà đưa những cái tín hiệu đi lệnh ví dụ long ở điểm nào và sọt ở điểm nào thì cái này là sẽ do phòng phụ trách trùng lê không có phụ trách lít cái room này và khi các anh chị về đồng hành với hùng lê thì các anh chị cũng sẽ được tham gia các cái tài khoản đánh phá sinh thì cũng sẽ được tham gia những cái uh, cái hỗ trợ chuyên sâu như vậy đó thì cũng có một vài cái giới thiệu như vậy rồi ok bây giờ thì uh, chúng ta sẽ đi Phân tích thị trường thôi, còn uh, cái thị trường chung thì uh, đó, Hùng chỉ view lại cho các anh chị như vậy thôi để các anh chị có thể nắm sơ bộ uh, Đối với VIX ở thời điểm hiện tại, uh, trong tuần vừa qua thì VIX có một cái điểm chỉnh giảm ở đây tương đối là mạnh Và nó đang lấp lại cái gap ở đây, nó cũng là một cái sự vận động thông thường của cổ phiếu thôi thì ngắn hạn kỳ vọng VIX sẽ không gãy vùng 130. Còn nếu gãy vùng 130 thì có thể tạo lập sẽ đạp một cái điểm sâu hơn ở đây ở vùng 123.5 đến khoảng vùng 124 và VIX cũng là một trong những cái trụ tạo lập để có thể kéo thị trường đi tiếp. ở Vinhome ở trong tuần vừa qua sau khi mà đạt cái target dự kiến ở vùng 110 thì Vinhome đã chỉnh và những cái điểm chỉnh kỹ thuật này thì đang đưa Vinhome về lại cái vùng hỗ trợ ngắn ở đây là vùng 98.5 thì các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm thì chúng ta quan sát ở vùng này ở ờ, vùng này giữ được và có một cái lực cầu long bật trở lại đó thì chúng ta có thể mua đảo hàng còn nếu mà vùng này mà bị phá thì chúng ta sẽ phải chờ cái vùng hỗ trợ sâu hơn của của Vinhome ở vùng 95 ở VRE trong cái thời gian vừa qua đánh khá là ẩm ương Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì cũng đang nhìn thấy rằng dự báo dự báo khả năng là VRE đang có một cái xu hướng tạo đáy ngắn hạn ở đây và ở vùng này thì các anh chị ở vùng đây 31 đến khoảng vùng mai 1.5 các anh chị chúng ta có thể tổ chức bắt đáy bắt đáy uh, Vingom đi theo ở vùng, ở vùng này ở vùng này thì khả năng là ok rồi khi mà dòng tiền đang có xu hướng uh, xu hướng dòng tiền đang có xu hướng hồi phục ở đây đấy là một cái tín hiệu rất là tốt của cổ phiếu uh, chúng ta có thể mua được các anh chị nhé Sabico SAB hiện tại thì cũng chưa có nhiều các yếu tố đột biến à, có đưa cho các anh chị ở đây một cái vùng hỗ trợ 160 165 trong tuần thì đang có những điểm test lên ở vùng 165 và kỳ vọng thì sẽ có những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây khá là tốt. Không gãy vùng 165 Vinamilk, uh, Vinamilk xấu, Vinamilk xấu Vinamil Khi mà chúng ta phân tích một cái target của Vinamilk ở đây Trong những cái bản tin cũ ở khoảng vùng giá 105 uh, Sau đó nó test uh, điểm 99 thất bại Tiếp tục trong tuần vừa qua nó test tiếp điểm 95 Tiếp tục thất bại Như vậy thì cái câu chuyện là khi các cái điểm hỗ trợ bị thất bại như này Thì cổ phiếu nó sẽ có xu hướng à về lại những vùng sâu hơn Thì ngắn hạn là có thể vùng 90 và sâu hơn thì có thể là vùng 87 À, thì về đến vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm các cái động thái của Vinamilk ở GTN đến thời điểm hiện tại là cũng xấu các anh chị nhé à, từ GTN là à, đạt được một cái mark target ở đây chúng ta có đề cập đến ở khoảng vùng 27 đến vùng 28 và bắt đầu từ đây thì chúng ta bắt đầu phân tích một sóng xuống và sóng xuống ở trong bản tin tuần cũ thì có đưa nó về vùng 19 à 18.5 như khả năng cái vùng 18.5 như thế này là lại xấu tiếp rồi và khả năng xó giữ và xu hướng sẽ đi về khoảng vùng 16, khoảng vùng 16. ở VLC một cái mã cổ phiếu trên một cái góc độ kỹ thuật mà chúng ta nhìn một cái chen nó dài hơi hơn thì vùng hỗ trợ ngắn hạn ở đây vùng 30, 32 ở đây nó bị đang có dấu hiệu bị vi phạm, đang có dấu hiệu bị vi phạm và đường mát như này thì khả năng cổ phiếu nó sẽ chưa thể là tích lũy lại đây được mà nó sẽ rơi về cái vùng ở đây. À, vùng ở đây là vùng 28 đến vùng 29 xu hướng đến vùng này khả năng thì mới ok được chúng ta cần chờ thêm Phân tích một số các cái mã ngành hàng không thì đến thời điểm hiện tại à, chúng ta cũng có thể thấy rằng là tình hình dịch bệnh lại quay trở lại Việt Nam tương đối là phức tạp à, Và chính vì vậy nên nhóm ngành hàng không nó cũng sẽ có những cái tác động tiêu cực nhất định nào đó ở còn nhìn trên góc độ kỹ thuật thì trong một cái góc độ đánh dài thì chúng ta thấy rằng là cái vùng kháng cự 138 ở đây đó chính là vùng kháng cự rất là mạnh và từ đây thì chúng ta bắt đầu phân tích một cái sóng và cái sóng này thì xu hướng đang là sóng xuống khi mà tuần vừa qua VTC đã bị mất vùng hỗ trợ đây vùng 127.5 thì ngắn hạn nó sẽ lấp lại cái gáp của cái phiên giao dịch ngày thứ hai ở đây tức là vùng bao nhiêu vùng 123.5 nó sẽ test lại chắc chắn là như vậy À, vùng này mà không giữ được, tức là bị sọt mạnh hơn, thì như vậy là nó sẽ đi về lại vùng hỗ trợ sâu ở đây, vùng 117.5 đến khoảng vùng 120. HVN ở thời điểm hiện tại là cũng bắt đầu có tín hiệu cầu bắt đáy, đang có tín hiệu cầu bắt đáy. Uh, rồi nhưng cái tín hiệu dòng tiền của HVN đến thời điểm hiện tại đang hơi yếu Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ quan sát thêm cái vùng hỗ trợ Và theo quan sát của Hùng thì khả năng vùng 27.5 đến vùng 28 sẽ có một cái lực hồi T cộng ở đây Thì đối với những anh chị mà đang cầm ấy, thì chúng ta có thể bắt đáy ở quanh những vùng này đối với HVN Và sau đó thì cổ phiếu về đến tài khoản đâu đó khoảng vùng 31-32 thì canh chốt chốt ngắn chốt ngắn ở đoạn này ACV đã có một cái khuyến nghị bắt khi mà cổ phiếu này chạm về vùng hỗ trợ 70 và ngắn hạn thì cổ phiếu này sẽ có xu hướng chạm về vùng 74 đến vùng 75. Về đến vùng này chúng ta chốt ngắn. AST đang có một cái lực phục hồi T cộng ở đây sau một cái nhịp rơi và cái vùng dự kiến rơi trong bản tin tuần đó là chúng ta nói đến vùng 55. Uh, test không thành công thì cái điểm rơi của nó có thể rơi về ở vùng 53 đến vùng 54 và trong tuần thì rơi chạm vùng 53. Uh, trên vùng 53 một tí thì cổ phiếu này bắt đầu bắt đầu có một cái lực hồi phục ở đây. Uh, nhìn tín hiệu dòng tiền bắt đầu có sự hồi phục nên là ngắn hạn thì cổ phiếu sẽ có một cái lực phục hồi T cộng ở đây. Nếu mà đi khỏe thì đi được về khoảng vùng 57, đến vùng 58 thì cổ phiếu sẽ chỉnh kỹ thuật ở đây. Uh, và test lại Uh, kỳ vọng cái test lại không gãy ở vùng 55 thì như vậy là cái xu hướng kéo tiếp của cổ phiếu này là còn ở uh, BVH ở trên một góc nhìn kỹ thuật thì uh, có thể thấy rằng uh, kết quả kinh doanh lợi nhuận tương đối là tốt và ổn định uh, nhưng đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này cũng chưa có một cái lực bứt phá do uh, cái thanh khoản của dòng tiền đang khá là kém thì hùng trong cái giai đoạn vừa qua thì hùng có nói đến với các anh chị một cái biên 63 là biên kháng cự và biên hỗ trợ của nó là 57.5 năm à, cuối tuần thì nó đang lình xình ở đây một tí tức là biên 56 đến biên 57 tức là trong cái vùng hỗ trợ dài này thì chúng ta cứ hỗ trợ thì chúng ta à, canh canh ở cái vùng này chúng ta có thể cân thăm dò và sau đó nó đúng vị thế thì chúng ta có mua thêm và đến cái vùng kháng cự tạm thời chúng ta chốt ngắn à, phân tích các mã cổ phiếu của họ Mansan thì à, trong cái câu chuyện mà Mansha uh, VN INEX tăng ở trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta cũng có thể nói rằng Mansha cũng đã góp một phần rất là lớn. Uh, dự kiến đi về vùng 115 nhưng đi về được khoảng vùng 113 thì uh, cổ phiếu đã chỉnh giảm kỹ thuật ở đây. Và trên cái góc độ chỉnh giảm kỹ thuật thì cũng đã view cho anh chị ở vùng 95 đến vùng 97 và vẫn kỳ vọng ở cái vùng này thì mansan sẽ là một uh, cái điểm sáng trong cái uh, xu hướng mở trend, mở trend kỹ thuật của nó ở đây. Ở trong tuần thì có những cái điểm test à, khá là đẹp và đây hai phiên lên, ở phiên cuối tuần thì đang có xu hướng test lại biên trên, tức là biên 97 thì chúng ta sẽ quan sát ở đây. Lực cầu tiếp tục quay lại trên 4 triệu cổ phiếu và giá vẫn giữ được ở trên vùng 95, chúng ta tiếp tục à, cân. ờm à, MML à, trong xu hướng ngắn hạn thì ở đây nó đang chạm về khoảng vùng hỗ trợ 53. Uh, như thế này đi 53 và cái vùng kháng cự ngắn của nó đây khoảng vẫn là vùng 58 trên trang kỹ thuật tuần thì đang kỳ vọng là uh, test cái những cái vùng hỗ trợ thấp này nó không 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 gãy và sẽ có một cái lực bật để đánh thoát vùng 60 và khi mà thoát vùng 60 thì đấy là một cái cơ hội mở ra rất là lớn uh, đối với cổ phiếu này MSR khá là quen thuộc và đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đang đi khá là sát vùng hỗ trợ ở biên 20 ở đây với cái biên này thì các anh chị của chúng ta cứ nắm giữ thêm thôi à, khả năng nếu mà sâu hơn một tí thì nó đây những cái vùng hỗ trợ đây thì chúng ta hoàn toàn có thể cầm cổ phiếu lại nếu như cái vùng hỗ trợ này bị phá thì chúng ta sẽ cầm lại ít nhất ở vùng 18 không sao cả cổ phiếu này chúng ta cứ uh, túc tác đầu tư dài dài thì cũng được nó về đến 18 ta bắt một ít ví dụ như vậy rồi về đến vùng 16, 16.5 bắt một ít và xu hướng trong một cái biên hỗ trợ khá là dài thì đây sẽ là cái vùng hỗ trợ rất là mạnh của cổ phiếu rồi, của cổ phiếu MSR trong họ tập đoàn Mansan. MVDG cũng là một cái điểm sáng trong tuần giao dịch vừa qua khi mà cổ phiếu này đang có những cái tín hiệu kỹ thuật được gọi tạm gọi là mở chen kỹ thuật à, Thì sau những cái điểm mở trend ở đây thì Hùng đã có phân tích ở trong cái tuần giao dịch cũ Bản thân khi đóng đóng cửa phiên giao dịch đúng không ạ Mời với Dooker đang ở cây nến xanh rất cao Nhưng Hùng đã có những cái cảnh báo cho các anh chị Đó là cổ phiếu này nó chưa chạy được ngay đâu Nó sẽ test cung cái hình mũi tên này Biểu thị là nó sẽ test cung và nó sẽ test lại vùng 140 Quanh vùng 140 ở đây xem thử cung cầu nó ở đây như nào 141, 140 nói chung là nếu mà thực ra nếu cổ phiếu khỏe nó chỉ test về đây thôi này, nó chỉ test về khoảng 142 thôi. Nhưng mà như thế này là test hơi sâu. Nhưng không sao, vùng 140 vẫn giữ được ở trên bản tin tuần như vậy là cũng tạm gọi là ok. Vậy thì trong phiên giao dịch ngày mai à, xin lỗi cả nhà, theo phản xạ trong phiên giao dịch tuần tới chúng ta sẽ quan sát ở quanh cái biên 139 140 của MVG sẽ kỳ vọng là nó sẽ giữ được ở đây và Uh, cái kịch bản để kéo MWG giữ chỉ số giữ nhịp thị trường Đấy cũng là một cái phương án kỹ thuật uh, trong những cái ý đồ tạo lập chung của toàn bộ thị trường uh, PNG uh, đánh rất hay đúng không ạ Đấy PNG là một cái trụ mà được Hùng Lê khuyến nghị cho các anh chị chúng ta đầu tư Tại cái thời điểm chính ra về bản chất nếu các anh chị mà theo dõi những cái bản tin của Hùng Lê Từ những cái thời điểm ở dưới này sau khi mà Hùng đưa được cái target của PNG lên đến ở cái vùng 85 là mắc của target ở trong cái nhịp phân tích từ dưới này các anh chị có thể xem lại đó xem lại thì đến cái vùng này nó đi ngang lình sình đi ngang lình sình một thời gian và sau đó thì cũng đã đưa một cái kịch bản là sẽ kéo trụ png ở ờ, quan sát trên những cái tín hiệu kỹ thuật thì cũng đã có những cái dự báo sớm như vậy và các anh chị có thể thấy đây đây là những cái kịch bản mà đến giờ ở đây là hình ảnh trong tương lai và nó đang diễn ra khá là sát với những cái phân tích nhận định của ông lên Ok như vậy thì chúng ta sẽ có vùng ở đây là vùng 100 Đó vùng ở đây là vùng 100 dự kiến uh, target của png phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm nhựa các anh chị nhé uh, bình minh ở thời điểm hiện tại đây uh, vùng 58 uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật tương đối là ổn ở đây rồi thì trong một cái nhịp ở đây cũng có những cái khuyến nghị bắt ở trên room chat để hướng anh chị uh, lướt lát tê cộng ở đây và khoảng vùng 62 thì khuyến nghị chốt rồi bây giờ về đến đây ok chúng ta lại uh, túc tắc này vùng 58 lại khá là đẹp rồi thì đấy để dự báo nó lại về đâu vùng 6162 chúng ta lướt lát ngắn hạn như vậy Uh, cổ phiếu ba con A sau khi mà chúng ta đạt được target mắc 18 trên 18 cổ phiếu chỉnh và vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó 15.5 đến 16 được kích hoạt trong tuần này các anh chị nhìn thấy không ạ? Đấy. Uh, và một tín hiệu kỹ thuật khá là tốt khi mà kết tuần thì cổ phiếu này vẫn đang giữ được trên mốc 10 uh, gần gần suy soát gần gần vùng 16.5. Như vậy thì có thể kỳ vọng đây sang tuần tới nó sẽ lấp lại một hai gáp này và kỳ vọng nó sẽ đánh chạm lại về vùng 18. Uh, trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta có quyền hy vọng cổ phiếu uh, Bacona sẽ mở một trang kỹ thuật dài sẽ mở một trang kỹ thuật dài uh, và đây là những ý đồ về tạo lập đây là những ý đồ về tạo lập không cho cổ phiếu này thủng vùng 15.5 đến vùng 16 tức là nếu mà gãy mất vùng này thôi xong tức là gãy vùng này coi như là target 18 nhưng cái vùng này không gãy thì chúng ta có quyền hy vọng lên target 20 đó cái câu chuyện nó nằm ở chỗ đấy DAG sau khi chia cổ tức Uh, gần như nó cũng đã đạt được mark target ở đây này và chia cổ tức xong thì nó lại uh, đang bị đạp về vùng hỗ trợ 6 đến vùng 6.1 trong tuần vừa qua có những điểm test tương đối đẹp ở vùng 6.3 thì uh, các anh chị uh, có thể mua quanh những cái vùng hỗ trợ này uh, kỳ vọng sẽ có một cái nhịp hồi phục tế cộng ở đây uh, PLP là một cái mã cổ phiếu rất hay và uh, thường xuyên hùng có phân tích những cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật đây 9.45 đến 9.7 và trong tuần vừa qua thì rơi đúng về hỗ trợ ở đây và bắt đầu có xu hướng bật lên ờ, Những cái điểm bật lên này thì nó lại đến vùng 11 đến vùng 11.5 anh em mình lại mang hàng ngá chốt được không anh chị Như vậy thôi đó. Vòng di chuyển nó chỉ như vậy thôi ờ, G, G bắt đầu hay G bắt đầu hay đó Em này là một blue chip già cỗi và À, trong bản tin tuần thì Hùng đã đưa cho các anh chị một cái vùng hỗ trợ 50 của Di tương đối cứng Tuần trước đây gặp Di đây tương đối cứng sau đó nó test lại cung à, Hai phiên test cung không gãy và phiên kết tuần là một cái phiên mà Di đã có một cái lực đánh dòng tiền tương đối tốt Với cái lực đánh này thì à, khỏe là cổ phiếu sẽ test trên vùng 52 cộng Và các anh chị có thể hoàn toàn mở mua Di cho một cái lực đánh ở đây, phục hồi T cộng ở đây J cũng là một trong những cái nhân tố mà tạo lập sẽ sử dụng để uh, Quánh thị trường và G là một trong những cái mã cổ phiếu như vậy Ở nhóm ngành công nghệ có FPT thì uh, ở hiện tại là một số các anh chị có hỏi Hùng là có bán hay có mua như thế nào Thì tạm thời chúng ta sẽ uh, Nhìn FPT ở góc độ 79 đến biên 85 Đây là cái biên mà cổ phiếu đang uh, FPT đang giao dịch thì tạm thời là chúng ta sẽ nắm ở trong biên này và À, khi mà cái mốc 79 mà không gây gãy thì chúng ta cứ thế là chúng ta à, chúng ta sẽ cầm nắm lại đi vu mà đó à, một cái nhịp chỉnh giảm về mặt kỹ thuật ở đây thì cũng đã đưa về vùng hỗ trợ trăm 110 trên bản tin tuần và đang có hai cây nến xanh lấp lại như này và xu hướng ngắn hạn để có thể hồi phục lại à, về khoảng vùng 118 đến khoảng vùng 119 vùng này chúng ta lại canh chốt CMG hiện tại chưa có nhiều yếu tố đột biến và xu hướng thì đang cần thêm thời gian để tích nền ở vùng 33 đến vùng 33.5 ITD uh, trên góc độ kỹ thuật tuần thì cũng có nói rồi với các anh chị cổ phiếu này chúng ta nên, nên, nên nhìn ở trên tuần vùng hỗ trợ 12.25 uh, kháng cự 14 và xu hướng thì vẫn còn một cái nhịp đánh lại vùng 14 ở đây Ờ uh, thoát vùng 14 thì chúng ta sẽ có khoảng vùng 16 đến vùng 18 và trên cái góc độ kỹ thuật mà nhìn về đường dài của 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 uh, nhìn về đường dài của uh, nhìn về đường dài của của ITD các anh chị thì chúng ta thấy rằng cái cơ hội vẫn đang còn, vẫn đang còn. Ờ uh, cổ phiếu HAH chúng ta sẽ nói à xin lỗi HVH Uh, hvH đã có một uh, như vậy là trong một cái nhịp mắc ở đây thì nó lên được đúng 13.5 uh, và sau đó thì HH đã rơi này rồi và tin chắc rằng là hiện tại thì một số anh chị em của chúng ta vẫn đang uh, có cầm nắm cái mã cổ phiếu này thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý tín hiệu kỹ thuật như 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 sau thì ông đã uh, cái vùng hỗ trợ của nó là vùng 8.5 những vùng 8.5 này khả năng là nhịp này tạo lập nó sẽ không đạp sâu đến vùng 8.5 thì cũng chưa biết được nhưng ít nhất ở đây đồng đang nhìn thấy có những cái tín hiệu kỹ thuật của nó tốt rồi vùng chín trăm đến vùng 10 thì anh chị em của chúng ta có thể quan sát thêm những cái vùng vận động ở đây để chúng ta có một cái nhịp bắt đáy và chúng ta sẽ chờ một cái lực cầu quay trở lại khoảng trên một năm triệu đến 2 triệu cổ phiếu bắt bắt ce bắt ce còn nói chung HVH thì nó sẽ uh, sẽ dễ bắt ce Đó, bắt ce đây thì đấy là cái tín hiệu kỹ thuật mà giúp cho chúng ta nhận diện một cái lực hồi và chúng ta sẽ mua để chúng ta đảo hàng mfs cũng rất là nóng ruột đúng không ạ nhưng không sao bởi vì cái con này nó đánh nhìn cái cách đánh là hùng hiểu rồi mà đánh lên rất là nhanh và sau đó thì nó cũng rũ sạch sẽ luôn thì trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ chờ ở khoảng vùng 28 sâu hơn sâu hơn thì khoảng vùng 26 tức là ở nôm na ở cái vùng đâu đâu gần gần đây rồi và chúng ta sẽ uh, tiến hành để chúng ta tổ chức bắt đáy khi có những cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận và tất cả những cái tín hiệu kỹ thuật đó thì sẽ được hùng lê phân tích lên room không chat để cho anh chị em của chúng ta có thể tham khảo à, Mà chúng ta đi qua một số Các cái nhóm ngành cổ phiếu xây lắp Thì Novaland là một trong những cái nhân tố mà kéo thị trường đi Rất là anh Hùng Dũng Mãnh trong cái thời gian vừa qua Và các anh chị có thể thấy đây à, Đến thời điểm hiện tại thì Novaland cũng gần như phá hết tất cả các cái cản đấy rồi à, Và Nomna là bây giờ đã lên được 134 rồi Khả năng là sẽ kéo lên khoảng 140 mươi vượt 140 thì chúng ta có một cái lực đi tốt và Novaland là một cái mã cổ phiếu mang cái tính tạo lập khá là cao. ở à, CTD thời điểm hiện tại đã mua được chưa? Sắp rồi, ngon rồi. Đó, đến đoạn này là ổn rồi. Thì cũng đang quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật của CTD ở ở thời điểm hiện tại đây, nó cũng đang có những cái nhân tố để giúp cho chúng ta có thể uh, lượng hóa được một cái cái sự phục hồi ở đây. Uh, thế thì uh, sau một cái nhịp uh, tăng này nó chưa chưa chạy ngay được không anh chị. Khả năng là sẽ có một hai cái điểm test ở đây. Rồi hai một hai cái điểm test về mặt kỹ thuật ở đây, uh, trên uh, về lại biên 60 đến 61.5 và sau đó thì sẽ có ở uh, những cái tín hiệu hồi phục ở đây thì chúng ta sẽ phân tích thêm nhưng khả năng là đáy nó nằm ở đâu đây rồi. Uh, HTN uh, bị mất cái mốc ở đây, bị mất cái mốc ở đây là 42.5 thì nó tương đối là xấu và các anh chị uh, Chú ý giúp vùng Lê ở vùng 39 Nếu gãy 39 với lực bán mạnh Thì như vậy đấy là một cái tín hiệu cuối cùng Để xác nhận là chúng ta Đang cầm cổ phiếu chúng ta cần phải thoát ở à, HDC Ở trong tuần thì Hùng đưa Cái vùng hỗ trợ của nó ở vùng 39 đến vùng 40 ở à, Trong tuần thì có những cái điểm đạp Gãy qua à, Và cuối tuần thì nó lại đang ở 39.5 Thì các anh chị quan sát thêm Lực cầu tương đối ổn rồi đây ở phiên ngày thứ hai à, ngày thứ ba tuần tới giao dịch trở lại mà cái lực cầu mà bắt thoát vượt vùng 40 thì đấy là cái tín hiệu mà chúng ta có thể tham gia bắt HDG HDC. À, HDG cũng được à, hùng khuyến nghị à, chúng ta tổ chức bắt đáy được rồi, HDG thời điểm hiện tại. À, dự kiến cái mốc ngừng rơi của nó ở vùng 37 sâu hơn thì nó có thể ở đây, nó là vùng 33.5 đến vùng 35 những cái kịch bản mà xuống cái điểm này trừ khi là thị trường phải đạp cực mạnh. Thì HDG mới xuống được vùng này Còn đâu đó thì khả năng là nó sẽ chỉ động lại ở trên cái vùng 37 Sau đó sẽ hồi phục ở trên này Các anh chị chú ý HBC ở thời điểm hiện tại cũng có thể bắt đầu có những cái tín hiệu hồi phục kỹ thuật ở đây Có thể tổ chức bắt đáy rồi vùng 15 Dự kiến ở vùng 15 thì HBC cũng sẽ có những cái tín hiệu ngừng rơi ở đây Và lực cầu cũng có thể bắt đầu bắt trở lại ở đây Thì các anh chị mà đang cầm HBC có thể canh mua đảo hàng VCS VCS ở đây rồi VCS sau khi mà đạt cái target vùng phân tích ở đây là vùng 100 thì cổ phiếu này đang chỉnh thì cũng đang dự chỉnh đây chúng ta sẽ dự chỉnh sâu thì ở vùng 85 khỏe thì sẽ ở vùng 87.5 đến vùng 90 và đây sẽ là cái vùng mà chúng ta dự kiến chúng ta sẽ có thể bắt đáy được à, đường mát cũng đang có những cái tín hiệu chuyển pha như vậy là tốt các anh chị đang cầm hàng thì chúng ta có thể uh, chiến đấu DPG đến thời điểm hiện tại là đang đang có cái dấu hiệu hơi hơi yếu à, Sau khi mà dự kiến đánh về vùng 40 và cổ phiếu này đang có những điểm test lại ở đây vùng 35.2 à, Các anh chị lưu ý nếu vùng 35.2 này giữ được và có một cái lực cầu quay trở lại còn trên 1,5 triệu cổ phiếu Thì cái lực phục hồi nó sẽ nằm ở trên cái mốc ở đây là mốc 35.2 Ngược lại vùng 35.2 mà bị phá thì xu hướng nó bị đạp sâu hơn Nó đâu đó khoảng vùng 33 thì nó sẽ ổn hơn ở à, CRE đến thời điểm hiện tại là đang xây target lên vùng 40 và trên tuần à, thì nó đã đạt đến 40 và sau đó thì nó chỉnh giảm kỹ thuật một tí thôi. CRE đến thời điểm hiện tại thì cũng đang đánh tương đối là mạnh, tương đối là mạnh và về mặt ý đồ tạo lập thì khả năng còn kéo tiếp và nó sẽ kéo lên khoảng vùng 42. Về đến đây thì sẽ có những cái phân tích tiếp theo. À, khỏe hơn ở trong nhịp này thì có thể đánh lên vùng 45 đến vùng 46 đó các anh chị. À, nhìn cái lực đi như này thì tương đối là khỏe. Các cái điểm mua thì cũng không khuyến nghị nữa bởi vì là Uh, cổ phiếu nó đã lên quá là cao rồi và các cái điểm mua đẹp thì hùng đã có khuyến nghị từ ngày xưa từ những cái điểm rất là sớm C2 chúng ta phân tích uh, đây các anh chị uh, nhớ lại là trong bản tin tuần thì hùng có đề cập đến cái vùng target 26 đến khoảng vùng 26.5 ở đây đó thì sau cái đạt target thì cổ phiếu rơi 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 và nó test những cái vùng hỗ trợ bị thất bại thì nó sẽ phải đi về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn na nó là như vậy uh, chứ các anh chị đừng có đừng có nói rằng là À nói như ông thì tôi cũng nói được gặp về này nó không 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 hộ tức là gặp về này nó nó thủng nó sẽ đi tiếp thì đấy là câu chuyện rất bình thường thôi. Đó vấn đề là nó đi đến đâu. Đó câu chuyện chúng ta trả lời nó đi đến đâu thì nó sẽ dừng lại và đi đến đâu thì chúng ta có thể tổ chức bắt đáy quay trở lại thì đấy đấy là mẫu chốt vấn đề. Đó trong một cái target lên đó nó phá cái điểm này thì đương nhiên nó sẽ lên cái điểm này nó phá cái điểm này thì đương nhiên nó sẽ lên 26 đúng không ạ. Thì trong cái điểm xuống nó vậy nó xuống đến vùng 25 đầu tiên là vùng 25 nó thất bại vùng 25 thì chắc chắn nó sẽ đi xuống đây. Đó, nó chắc chắn nó sẽ đi xuống đây. Đó là vùng 22.5 đến vùng 23. Rồi, xong đó vùng 22.5 nó thất bại tiếp thì nó sẽ đi về đây. Chắc chắn là như vậy, vùng 21, 21 bị phá tiếp thì nó sẽ đi về vùng ở đây vùng 19 19.5. Thì đến đây là bắt đầu bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật thì trong bản tin tuần trước ông đã có nói với các anh chị rồi, đó là vùng 20.5 thì khả năng là chúng ta sẽ quan sát uh, thêm cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu này ở vùng 19.5 đến vùng 20. Ở đây cổ phiếu nó sẽ chưa chạy ngay được đâu, nó còn phải vòng vo vòng vo ở đây, vòng vo ở đây nó cuốn những cái hình lò xo á, sau đó rồi thì cũng sẽ có những cái tín hiệu nó nó sẽ phát đi những cái tín hiệu để giúp vùng nhận diện là à như vậy là cái 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 tín hiệu đảo pha đấy thành công và chúng ta sẽ bắt đầu tổ chức bắt đáy. Đó câu chuyện nó nằm ở chỗ đấy. cái mã cổ phiếu HT cũng là một mã rất là hay và đến thời điểm hiện tại thì Hùng cũng dự báo cái xu hướng tạo nền ở khoảng vùng 16.5 Các anh chị có thể canh quanh 16.5 để chúng ta bắt những cái nhịp hồi T cộng LCG trước đây chúng ta đã có một nhịp đánh cực kỳ thành công Phải nói là như vậy, đối với LCG các anh chị lại rất sâu, lại rất đậm Mã cổ phiếu LCG khi mà chúng ta phân tích một cái trend lên, kỹ thuật rất là ok Thì đến thời điểm hiện tại đây là một cái mã cổ phiếu đáng để đầu tư rồi Đáng để đầu tư rồi, đáng để chúng ta bắt đáy rồi thì cái đáy sâu nhất dự phòng thôi chứ dự phòng cái trường hợp mà thị trường phá sinh bị đạp sâu nhất thì có thể về vùng 11.5 đến vùng 12 nhưng theo như Hùng thì với tín hiệu của tôi hiện tại thì khả năng vùng đấy nó sẽ không có. Cùng lắm thì nó sẽ test lại biên 12 năm đến biên 13 nhưng khả năng dự báo thì sẽ là quanh biên 13 này, lực cầu tiếp tục đánh lên và chỉ cần cái tín hiệu là cổ phiếu thoát vùng 13 7 thôi. Đó, chỉ cần cổ phiếu thoát vùng 13.7 thôi thì như vậy là chúng ta sẽ uh, có mở cái điểm mua hết ở tại cái thời điểm này, đó là cái điểm mua của LCG. Khá là ok. Uh, DRH cũng được cùng phân tích ở trên room không chat rồi, ở cái vùng hỗ trợ uh, vùng hỗ trợ đây là vùng 9.8 đến vùng 10.3, ví dụ như vậy, DRH, đó chúng ta sẽ gõ một cái nó ra luôn. Uh, Bách khoa toàn thư, ví dụ như vậy, vùng 2, ngày 28 tháng 4. Đó thì bắt đầu nhìn thấy cái vùng hỗ trợ 9.5 đến vùng vùng 10 đây đang có những cái điểm uh, phục hồi về mặt kỹ thuật tương đối là đẹp. Đó, thì sau cái cây nến này thì nó có một cái điểm đánh lên nhưng cái điểm đánh lên này thì nó không thực sự tích cực, nó không sao cả. Bởi vì uh, chúng ta có thể cho phép cái tín hiệu kỹ thuật cổ phiếu có thể test lại vùng 10.5. Đó, thì như thế này, tức là có thể kéo lên và ông ông chưa chạy được ngay đâu. Đó, ông có thể test lại những cái điểm ở dưới này. Đó. Uh, khỏe thì ông test 10.5 không thì ông test vùng 10 và thậm chí có thể cho ông test lại vùng ở biên ở đây 988 tức là test thoải mái ở đây. Thì uh, đến thời điểm hiện tại là uh, bắt đầu xuất hiện tín hiệu kỹ thuật có thể bắt đáy ở vùng này. Đó, câu chuyện nó nằm ở mẫu chốt vấn đề đó, vùng nhấn mạnh như vậy cho các anh chị thấy. Uh, C32 thời điểm hiện tại như thế này là C32 thì cũng uh, không ổn rồi. Uh, xu hướng của C32 khi cổ phiếu bị mất vùng 26.5 là xấu trường hợp phiên ngày thứ hai nếu nó có một cây mình nến xanh nó lấp lại vùng 26.5 thì ok nhưng nó bị mất vùng 26 tức là nó xuất hiện một cái cây nến đỏ như thế này là hỏng rồi và như như thế thì khi mà cây nến này xuất hiện thì xu hướng là nó sẽ bị đạp về cái vùng hỗ trợ sâu hơn đó là vùng 23.5 kiểm tra tín hiệu mic một tí ok vẫn đang bình thường sale uh, sell trong uh, tuần vừa qua bắt đầu hay rồi đây đó thì các anh chị nhớ lại trong cái bản tin tuần trước Hùng có vẽ một cái hình elip để chúng ta nói đến một cái vùng hỗ trợ của sell ở quanh vùng 10 Ở quanh vùng 10 và trong tuần thì nó có một điểm test sâu hơn so với lại vùng 10 Tức là khi mà vẽ ở đây này Cái vùng 10 mà nó bị phá thì xu hướng có thể đánh về vùng 9 Và phiên này là về đến khoảng vùng 9.1 Tức là suy soát cái vùng hỗ trợ vùng phân tích ở đây Thì cổ phiếu bắt đầu có xu hướng bật lên dòng tiền đối với XE hiện tại thì nó chưa thực sự là thuyết phục nhưng cái tín hiệu về giá là thuyết phục rồi thì trong phiên giao dịch uh, tuần tiếp theo chúng ta sẽ quan sát các cái điểm test lại cung 10, uh, test lại cung 10 mà không gãy thì XE sẽ là một nhân tố uh, chúng ta có thể bắt đáy ở thời điểm này rồi đó thì đấy đây mới là cái thời điểm uh, phân tích kỹ thuật nó nằm ở mẫu chốt ở đây tức là thời điểm nào thì chúng ta sẽ bắt đáy câu chuyện nó nằm ở chỗ đấy ví dụ như vậy thì uh, trong tuần sẽ có những cái mã cổ phiếu nó có những cái tín hiệu bắt đáy ở trong tuần thì chúng sẽ phân tích Ờ, trên tim uh, Zalo chính vì vậy nên là các anh chị mà uh, cảm nhận uh, thấy được những cái uh, những cái form mà phù hợp thì các anh chị có thể về đồng hành cùng với Hùng Lê uh, đất xanh cũng như vậy đất xanh ở đây nó đang có một cái uh, uh, có một cái điểm hội uh, tụ kỹ thuật ở đây khoảng quanh vùng 22.5 và trong ngắn hạn thì đất xanh nó đang đánh một biên khá là ngắn nôm Na cái biên của đất xanh thì cũng còn chia sẻ với các anh chị 21.5 và biên kháng cự ở khoảng vùng 25.5 đến biên 26 nó cũng chưa có những cái pha đánh dài. Ở LDG như vậy là đây LDG chúng ta phân tích lên một cái target lên đến vùng 8.5, sau đó thì nó bị đổ lại đây này. Rồi đổ lại rồi thì chúng ta sẽ làm gì ở cái vùng đổ này? Đó thì chúng ta sẽ bắt đầu dò lại cái vùng hỗ trợ của nó ở đây. Thực ra tín hiệu dòng tiền thì nó chưa phục hồi nên chính vì vậy nên lồng đã có một cái điểm mà nhấn về mặt kỹ thuật ở đây vùng 7.3 đến vùng 7.5 ờ, khi chạm lại vùng 7.7 Nói chung chạm 7.7 ở đây Thì nó sẽ dội lại thôi Nó sẽ dội lại ở đây Và nó sẽ đi một cái hình lò xo so, Hồi phục lên Rồi đạp xuống Hồi phục lên đạp xuống Đó Trong một cái biên kỹ thuật ngắn như này Và chúng ta sẽ chờ ở một cái phiên mà dòng tiền tiếp tục bắt trở lại ở đây thì đó sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp chúng ta đánh giá về cái độ phục hồi của à, LDG ở đây. Đúng không ạ? DG tiếp tục. À, DG cũng được. Nói chung là đoạn này anh chị em bắt đáy được vùng 26 bắt đáy và đâu đó khoảng vùng 29 đến vùng 30 thì chúng ta táng hàng ra. Cổ phiếu Fecom FCN đến thời điểm hiện tại cũng đang rơi về những cái vùng hỗ trợ. Tương đối sâu Vùng hỗ trợ này thì cũng đang nhìn thấy khá là hay ở đây Thì uh, cổ phiếu Phecom nó cũng sẽ chưa tăng được ngay đâu các anh chị Nó sẽ có những điểm long lên rồi Sau đó nó sẽ có những điểm sọt xuống Đó Và nó sẽ đi ở trong một cái biên hỗ trợ ngắn ở đây Trước khi mà nó hình thành một uh, cái nhịp đánh Để chúng ta xác nhận một cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu đánh lên Thì nó sẽ Đánh ở vùng này Và dự kiến ở vùng 11.8 đến khoảng vùng 12 Sẽ là biên hỗ trợ của Phecom IDC cũng đã được khuyến nghị uh, trong một cái nhịp bắt đáy kỹ thuật ở đây thì dự báo ở vùng 32 sâu hơn ở vùng 30. mươi uh, và khi nó đánh uh, đánh lên IDC bây giờ thì nó cũng đang hơi yếu về cái lực cầu. Đấy, khi nào mà chúng ta bắt bắt ở đây rồi và chờ IDC đánh vượt thoát vùng 35. Đó uh, thì chúng ta cũng có thể mở điểm mua hết của IDC ở đây. VPG, VPG một mã bắt khá là thành công và đến thời điểm hiện tại thì VPG đang hướng về cái target ở khoảng vùng 36 chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm Khang điền cũng đã được khuyến nghị đầu tư và đến thời điểm hiện tại thì cũng đang tiến về cái mốc target phân tích ở vùng 35.5 và kỳ vọng thì Khang Điền sẽ đánh vượt thoát vùng 35.5 ở đây và tiếp tục mở trend thì đối với những cái tài khoản anh chị mà chúng ta đang cầm Khang Điền thì chúng ta sẽ Uh, chú ý cái điểm nhấn kỹ thuật ở đây để chúng ta có thể uh, tăng tỉ trọng lên trong uh, những cái tín hiệu kỹ thuật uh, xác nhận NRC cũng là một cái mã khá là hay trong nhóm ngành xây lắp và cái mức độ tạo lập của em này thì cũng tương đối là mạnh uh, Ngắn hạn thì Hùng đang dự báo về khả năng uh, cổ phiếu này sẽ tạo đáy ngắn hạn ở vùng 20 đến vùng 20.6 uh, Các điểm test kỹ thuật ở quanh 21.3 thì chúng ta có thể quanh mua uh, canh để chúng ta mua vị thế Nhà từ liêm cũng đã bị uh, có một cái nhịp đạp tương đối mạnh ở đây và dự báo thì cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng 23 sẽ xuất hiện một cái nhịp hồi đây uh, thì với những anh chị em mà chúng ta đang cầm nhà từ liêm thì chúng ta sẽ canh uh, phiên ngày uh, phiên ngày giao dịch tuần tới thì chúng ta có thể điểm test lại 23 khả năng là không có đâu thì ở khoảng quanh vùng 23.5 hợp lý à, quanh vùng 23.5 đến khoảng vùng 24 ở đây này thì chúng ta có thể canh uh, mua để chúng ta đảo hàng Uh, có một mã cổ phiếu uh, tương đối là hay ờ uh, HU4. Ờ uh, các anh chị uh, chúng ta đáy ở đây rồi, nói như vậy thì hơi điêu bởi vì rõ ràng một điều là không ai có thể biết đâu là đáy, nhưng uh, chúng ta dự báo, dự báo là cổ phiếu sẽ phục hồi từ đây chứ không khẳng định đây là đáy bởi vì là không biết đâu là đáy hết các anh chị và cũng không biết đâu là đỉnh của cổ phiếu ạ. Uh, thì ở đây đang có xuất hiện những cái tín hiệu kỹ thuật khá là đẹp của HU4 và các anh chị có thể canh ở phiên ngày thứ hai quanh uh, phiên ngày thứ ba uh, nó nó đảo lại ở đây này, đẹp nhất thì khoảng quanh vùng 16.5. Đấy là những cái điểm mua đẹp của u 4 uh, cổ phiếu về đến tài khoản hoặc là chúng ta sẽ nhận diện là trong phiên T1, T2 uh, xu hướng tăng giá tiếp diễn thì chúng ta sẽ chủ động gom thêm hàng. Ok. Ờ uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích sang nhóm ngành dầu khí, một cái nhóm ngành cũng tương đối là mạnh. Uh, tương đối là gọi là ảnh hưởng lớn đến cái các cái chỉ số tạo lập về thị trường và trong cái thời điểm ngắn hạn thì gas đã uh, bị gãy đó các anh chị có thể thấy đây gãy gas bị gãy vùng 85 lăm, uh, thì khi bị gãy vùng 85 thì nó có cái, cái nguyên lý cổ phiếu nó như vậy nó kích hoạt cái vùng hỗ trợ ngắn ở bên này các anh chị này đó chính là nó kích hoạt ở cái vùng 80 thôi uh, thì đây là một viên khi chạm 80 thì nó lại hồi lại về vùng 83.5 rồi và xu hướng ngắn hạn thì có thể đây các đây đang là các cái nhịp hồi phục kỹ thuật của gas thôi Chứ còn với xu hướng này với xu hướng này thì cái tổng thể là gas vẫn đang đi theo một cái trang kỹ thuật giảm Các anh chị lưu ý là như vậy Nên là chúng ta lướt lát được thì chúng ta uh, Khẩn trương và Chúng ta lướt và chúng ta té Ok uh, PLX Đó các anh chị thấy đây uh, uh, Ông đã phân tích cho các anh chị một cái kịch bản xuống của PLX và đến thời điểm hiện tại là gần siết soát đạt Cái target 48 uh, Target giảm á Chứ không phải target tăng À, thì uh, trong tuần thì nó đang có những cái nhịp phục hồi lên ở đây Tuy nhiên uh, nó cứ phải bình tĩnh từ từ nó chưa tăng ngay được đâu Ông lên như này thì ông lại test lại 48 tiếp Test lại ở đây và chúng ta sẽ uh, chờ các cái tín hiệu kỹ thuật sâu hơn Thì nó có thể ở vùng 46 nhưng mà chúng ta sẽ chờ vùng 48 trước uh, Vùng này tích lũy kỹ thuật thành công tín hiệu cầu ổn định Thì tại thời điểm đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái tín hiệu để phân tích ở trong nhóm ngành dầu khí thì đến thời điểm hiện tại thì cũng đang dự báo nha, dự báo anh chị nhé xu hướng tạo đáy tạo nền ngắn hạn ở khoảng vùng 19.5 sâu hơn thì khoảng vùng 18 nhưng ít nhất là trên kỹ thuật tuần thì nó đang giữ tốt ở vùng 19.5 thì các anh chị quan sát ở trong cái biên này à, có một lực cầu bắt trở lại ở trên 4 triệu cổ phiếu là như thế là chúng ta cũng dung chúng ta bắt đáy thôi Đó, thay vì cái câu chuyện là chúng ta mua ở trên này bởi vì trên này là nếu những anh chị mà đã phân tích, đã xem những bản tin video của ông Lê thì không bao giờ các anh chị sẽ mở mua ở cái điểm 24 đến điểm 24.5 cả bởi vì đây là vùng kháng cự. Đó, mà các anh chị mà xem thì các anh chị có thể bắt đầu mua ở vùng này. Tất nhiên, mua ở vùng này chưa chắc đã thành công, câu chuyện nó là như vậy. Nhưng cái câu chuyện là các anh chị mua ở vùng 24 và cái câu chuyện là giá vốn ở vùng 19.5 bản chất ở hai cái đấy nó khác nhau rất là nhiều nó nó khác nhau rất là nhiều không thể đánh đồng được cái câu chuyện là mua ở vùng 24 cũng như mua ở vùng 19.5 nó khác nhau hoàn toàn nhưng cũng có thể là mua ở vùng 19.5 chưa chắc là thành công đó câu chuyện nó nằm ở chỗ đấy tức là chúng ta có phân tích có lựa chọn có định lượng đúng không để chúng ta hạn chế những cái rủi ro của chúng ta đi đó quan điểm nó nằm ở chỗ đấy và những cái góc độ mùng chia sẻ đến cộng đồng nhà đầu tư cũng một cái ý tưởng như vậy một cái mong muốn như vậy đó một cái tình cảm lớn như vậy để gửi đến cho các anh chị làm sao mà chúng ta tránh được rủi ro các anh chị đầu tư các anh chị có tiền mang được tiền về các anh chị lo cuộc sống gia đình của mình đúng không ạ các anh chị có cho hùng lê đâu không có cho hùng lê cái gì cả nhưng hùng lê cảm thấy vui nó cảm thấy hạnh phúc khi mình đã chỉ ra được những cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật để có thể giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta tốt hơn đó là một cái việc làm mà theo như hùng nghĩ thì đấy là một việc làm rất là nhân văn đó nhân văn Ờ, cổ phiếu PXS rồi bắt đáy các anh chị có tổ chức bắt đáy rồi đây ví dụ như vậy thôi đấy bách khoa toàn thư PXS gõ ra cái có luôn đúng sai thì nó nằm hết ở trên này thôi vùng 28.4 à quên xin lỗi cả ngày 28.4 ngày 2 à, ngày 28 tháng 4 thì đã nhìn thấy những cái vùng hỗ trợ ở vùng 6 đến vùng 6.5 rất là đẹp ở đây rồi đó thì các tài khoản đây thường khi rơi về đáy á, thì cái 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 thanh khoản nó đang đang thấp và sau đó tín hiệu tạo nền xong rồi thì bắt đầu nó mới hồi phục và cái lượng cầu nó bắt đầu bắt lên. À, thì như vậy thôi, vùng 6 đến vùng 6.35 khá là đẹp và có thể tổ chức bắt đáy quanh vùng 6.5 với PS đó. À, PFL Hùng sẽ phân tích mã này trước, PFL. À, PFL là một trong những cái mã về tính tạo lập nó cũng tương đối là mạnh đây các anh chị nhìn nó tăng từ 1 lên đến 4. 400%. Và sau nhịp tăng này thì cổ phiếu này đang rơi về lại vùng hỗ trợ đây. Đó là vùng 3.5 đến vùng 3.8. Ở vùng này chúng ta sẽ tổ chức. Ở vùng 3.5 đây các anh chị này. Tổ chức đảo hàng. Bắt đáy để chúng ta đảo lại cái hàng mà chúng ta mua ở trên này. đó ở Trường hợp nếu như mà cổ phiếu bị mất vùng hỗ trợ ở đây mất vùng hỗ trợ 3.5 thì chúng ta sẽ chấp nhận SL đó cái câu chuyện là chúng ta vẫn phải phòng tránh những cái câu chuyện rất là rủi ro như vậy ờ uh, pvs rồi như vậy một sóng giảm của pvs và nhiều anh chị hỏi là bây giờ bắt lại pvs được chưa thì theo hùng cứ từ từ tín hiệu này chưa bắt được uh, phải chờ lúc nào nó có những cái tín hiệu xác nhận nhưng trên về mặt xu hướng thì theo như hùng ấy, thì nó khả năng là cái xu hướng pvs vẫn có thể đánh về vùng 18 tám uh, bởi vì hiện tại là pvs đang đi một sóng xuống nên là cứ từ từ thôi chưa thấy nhìn điểm đẹp để bắt uh, pvd cũng như vậy đây là một cái lực phục hồi với À, và sau một cái điểm phục hồi với này thì nó cần phải có một tín hiệu kỹ thuật xác nhận ở đây Một cái lực cầu xuất hiện cực kỳ mạnh để kéo cổ phiếu đi Còn nếu không là cổ phiếu lại quay đầu quay trở lại chỉnh giảm Và quay trở lại chỉnh giảm như thế này thì cổ phiếu sẽ rơi rất mạnh ở đằng sau đó Nên là chúng ta lưu ý ở PVT đến thời điểm hiện tại thì chưa bị gãy các cái vùng hỗ trợ Vùng 15.7 đến vùng 16.2 Quan sát thêm nếu vùng 15.7 mà bị gãy Thì các anh chị đang cầm chúng ta cũng sẽ xem xét để chúng ta bán oi về lại vùng hỗ trợ đây là vùng 11.5 thì hiện tại là oi đang có những cái tín hiệu kỹ thuật phục hồi dòng tiền và tín hiệu mát à, tuy nhiên dòng tiền thì cũng chưa thực sự là mạnh mới đánh được đâu đó khoảng có 700.000 trên phiên kết tuần như vậy thì cũng nó có lực phục hồi tê cộng ở đây nhưng mà cái lực phục hồi này thì khả năng cũng yếu thôi dự có thể là nó đi được đến khoảng về vùng 13 lại bị chốt nên là anh chị em nào mà đang có thì chúng ta chú ý Uh, BSR bắt đáy được chưa? Thì BSR bây giờ chúng ta sẽ quan sát ở vùng 13.5. ở uh, phiên kết tuần thì nó có một cái điểm đánh lên lại vùng 14.5 nhưng theo Hùng thì khả năng là cũng chưa 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 ấy được đâu, tức là nó sẽ uh, cày bừa ở quanh vùng 13.5 đến vùng 14 rồi sau đó nó mới có một cái tín hiệu cầu xác nhận ở đây thì khi đó thì chúng ta mới uh, tổ chức gọi là bắt đáy thì khả năng nó sẽ ok hơn ờ povk rồi povk thì đang gặp hỗ trợ đây được anh chị này đây hỗ trợ đây đó là vùng 12 lực cầu thì nó cũng chưa thực sự là khỏe chưa thực sự là khỏe đâu nhưng mà trong cái tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn thì có thể cũng kỳ vọng povk sẽ hồi phục lại từ đây thì các anh chị cũng thể tham gia bắt đáy và tham gia bắt để đảo hàng của povk ở đây rồi chúng ta đi phân tích sang các mã cổ phiếu của nhóm banh thì uh, nhóm banh cũng trong tuần vừa qua nhóm banh cũng là một trong những cái nhóm mà đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng tại những cái thời điểm khó khăn nhất của thị trường thì nhóm banh và nhóm chứng khoán đã có những cái sự phục hồi phục uh, rất là tốt việt công banh thì nó mang cái tính chất tạo lập về mặt thị trường thôi và trong tuần tới thì chúng ta quan sát ở vùng 97.5 khả năng theo hùng thì sẽ có một cái nhịp uh, phục hồi t cộng của việt công banh tại đây acb Uh, ACB trong uh, phiên ATC ở uh, trong một cái phiên mà quỹ cơ cấu thì uh, đã kéo uh, kéo một cái uh, cây nến khá là mạnh ở đây thì trong ngắn hạn thì AT, uh, ACB có thể chạm lại vùng 35.3 các anh chị có thể quan sát được vùng này nếu như tín hiệu đảo chiều mà cổ phiếu không bứt thoát được các anh chị có thể bán uh, BIDV ở thời điểm hiện tại thì cũng có thể bắt đáy được rồi khi mà cổ phiếu này đang có xu hướng tạo nền ở đây vùng 40 đến 40 Bảy các anh chị nhé 40 là môi trường bạn đang, đang, có những cái tín hiệu ở đây và chúng ta có thể bắt uh, bit ở vùng này để chúng ta đánh một cái lực phục hồi tế cộng của bit ở đây công thương CTG <laughs> Rồi CTG thì uh, trong uh, các bản tin thì có phân tích các anh chị là cái vùng 38, nếu chung là cổ phiếu này không gãy vùng 38 thì cứ thế là nắm giữ. Trong tuần thì đã có những cái điểm mà công thương đánh chạm lại vùng 39 ở đây. Uh, lực phục hồi này của công thương cũng tương đối là ổn, tức là đủ để phục hồi một cái lực T cộng ở đây. Và xu hướng thì lại đánh lại về vùng ở đây là vùng 42 5, 42 năm đến khoảng vùng 43. MBB ở thời điểm hiện tại thì cũng đang quan sát ở một cái lực đánh ngắn thôi các anh chị Ở vùng biên 29 đến biên kháng cự ở đây nó là khoảng vùng 32 Chưa có thêm những cái phân tích mới Vibank tương đối khỏe và tương đối mạnh à, Bản chất của Vibank thì các anh chị có thể lật lại những cái bản tin tuần ở đâu đó Ở vùng 5, 151, 150 gì đó Thì khi đó thì Vibank đánh vượt thoát vùng 50 Và cũng có phân tích một cái lực cầu lực cầu uh, test lại cung, uh, test trả lại cung không gãy ở khoảng vùng giá ở đây là 48. Uh, và bản chất kỹ thuật thì cũng có nói đến với các anh chị rồi, đó là cái điểm nhấn kỹ thuật nó nằm ở cái điểm kết phiên uh, giao dịch cuối tuần trước và sau đó thì uh, cái lực cầu banh hiện tại đang đã có những cái phiên giao dịch cực kỳ khủng hoảng trên 41 triệu cổ phiếu, như vậy là cực kỳ là lớn luôn. À, thì với xu hướng này thì VBank khả năng thì vùng 60 sẽ cán ở trong tuần tới, còn có vượt được vùng 60 xong nó test lại cung 60 mà không gãy thì nó sẽ kéo lên khoảng vùng 65 và vì VIBank hiện tại đang đánh tương đối tốt là tốt. TCB à, chúng ta sẽ nói đến cái biên của TCB, đó là biên 38 đến biên mươi à, 42 và cũng chưa có phân tích định lượng à, mới về em này. À, tp Bank thì à, cũng có nói rồi, đó là cái vùng quanh vùng 27 và cái cổ phiếu này thì nó đánh khá là rời rạc nên là chúng ta cũng không nên tham gia nhiều. À, còn nếu có tham gia thì chúng ta cần phải canh những cái vùng hỗ trợ, ví dụ trong nhịp này ở đây, đó là vùng hỗ trợ 25 đến, uh, bao nhiêu đấy ạ, vùng 25 đến khoảng vùng 26, đó ví dụ như vậy. Chứ còn những cái điểm lương chừng này thì chúng ta cũng sẽ hạn chế mua các anh chị nhé. Uh, HD Bank thì uh, trong ngắn hạn sẽ quan sát biên 26 là hỗ trợ và biên 28 là biên kháng cự uh, con pen SHB thì uh, SHB bây giờ đã bắt đầu đi về lại cái vùng ở đây là vùng 28 cũng là vùng kháng cự tương đối mạnh của SHB uh, Thì trong ngắn hạn các anh chị quan sát giúp hùng vùng 26 năm đến vùng 28 Nếu như trường hợp mà SHB bị gãy vùng 26 năm thì các anh chị có thể xem xét bán ở đây À, cổ phiếu Liên Việt Postbank à, tuyệt vời các anh chị à, sau khi mà chúng ta xây được một cái target của Liên Việt Postbank ở vùng 19.5 à, đến vùng 20 thì sau đó thì cũng có nói đây à, chính là bản tin kết tuần thì cũng có nói đến với các anh chị là một cái kịch bản là cổ phiếu này có thể test lại à, test lại biên khỏe thì nó sẽ ở khoảng vùng 19 à, 19.5 ở đây nó test test lại biên và trong tuần thì nó chỉ test lại biên 20 và tiếp tục kéo và xu hướng uh, sau khi mà nó test cái biên này mà không gãy thì xu hướng nó sẽ đi tiếp về vùng 22 Và uh, thoát vùng 22 thì chúng ta sẽ tiếp tục có một phân tích tiếp theo STB cũng là một cái pen của banh Chúng ta có tạm gọi như vậy nhưng đến thời điểm này thì STB cũng không là pen nữa Nó cũng lên được 2x rồi uh, Trong tuần thì STB tiếp tục chạm lại cái vùng kháng cự mạnh ở đây là vùng 24 Và xu hướng này thì uh, À, theo quan sát của Hùng thì dự kiến là tạo lập sẽ để thả một vài phiên ở đây à, Và những cái điểm test sâu nhất của STB có thể đạt lại ở khoảng vùng 23 Và sau đó thì quan sát cái lực cầu để có thể đánh giá cái xu hướng đi tiếp của STB à, bvb cũng là một cái pen của banh và Uh, trong các bản tin tuần cũ thì hùng có nói đến với các anh chị một cái hình elip nho nhỏ ở đây đó là vùng 13 đến vùng 13.5 và kỳ vọng uh, cổ phiếu này sẽ phục hồi từ đây các anh chị có thể bắt đáy uh, trong nhịp này thì như vậy thì chúng ta sẽ kỳ vọng về đây thôi target lại quay về lại vùng 15.5 đến vùng 16 của BBB uh, VCI uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây là vùng 58.5 và vùng kháng cự kỹ thuật ở đây là vùng 65 tạm thời ở trong Uh, biên ngắn này thì chúng ta sẽ uh, quan sát để chúng ta vừa lo sọt và chúng ta sẽ chốt ở trong những cái điểm ngắn như vậy HCM khả năng là bắt đáy được rồi các anh chị tuần tới thì uh, cái xu hướng của HCM đang có những cái điểm phục hồi ở quanh vùng 30 và chúng ta có thể canh bắt đáy ở vùng này uh, sau khi cổ phiếu về đến tài khoản đúng xu hướng đúng vị thế thì chúng ta sẽ uh, chủ động để chúng ta cân thêm Uh, SSI cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Uh, điểm hỗ trợ sâu của SSI ở vùng 30 thì với xu hướng này thì khả năng nó sẽ không về đến vùng hỗ trợ sâu 30 mà nó chỉ về ở vùng 31 đến vùng 32 thôi và tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn thì cũng đang nhìn thấy một cái tín hiệu phục hồi ngắn hạn ở đây. À, uh, SHS là lại rơi về lại vùng 26 đến vùng 27 về ok về đến vùng này thì chúng ta lại tổ chức chúng ta bắt một ít đó bắt đáy thôi và bắt đáy xong thì có hai phương án uhm, như vậy thôi. Uh, cổ phiếu sẽ đánh vượt thoát vùng 28. Ok, chúng ta sẽ mở điểm mua hết ở vùng này. Ngược lại sau điểm mua vị thế mà SHS bị phá uh, hỗ trợ kỹ thuật ở đây khoảng vùng 24. Thì chúng ta có thể xem xét. Đó, đây, hỗ trợ kỹ thuật nó ở đây khoảng vùng 24 đây. Thì chúng ta có thể xem xét để chúng ta uh, SL cái điểm bắt vị thế ở đây. Đó, chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng uh, tư thế như vậy. ở ờ, MBS rồi, OK, ở đây MBS đang có xu hướng uh, tạo những cái đáy ngắn hạn, tạo nền ngắn hạn đây. ở quanh vùng 22 thì về vùng này thì cũng uh, về vùng 22, 23 này, nói chung tổ chức bắt đáy ở vùng này và kỳ vọng có một cái lực phục hồi t cộng ở đây. Uh, CTS um, cũng đang đi về hỗ trợ nhưng mà cái điểm hỗ trợ này của CTS thì chúng ta sẽ cần phải quan sát thêm, quanh vùng 14.5 thậm chí là nó có thể trong phiên nó có thể có nhún về vùng 14 và cần một cái lực phục hồi mạnh mẽ hơn ở đây, cũng cần thêm đánh giá về cái độ phục hồi của CTS, cần thêm một hai phiên giao dịch nữa. FTS VND. Ở FTS cũng đang có những cái tín hiệu phục hồi kỹ thuật khá là tốt ở vùng 17 172, ở vùng này thì chúng ta có thể canh bắt ở uh, VND sau khi mà đạt được cái target ở vùng 38 ở đây thì nó đang chỉnh lại và những cái điểm chỉnh kỹ thuật này thì cho phép không gãy vùng 35 tức là trong uh, trong bản tin tuần thì cũng đã có nhắc đến với các anh chị rồi đó là ở vùng uh, đánh ngắn ở vùng 35 38 tám uh, gãy 35 với tín hiệu kỹ thuật xác nhận thì chúng ta bán hết nó và về đến 38 này thì chúng ta cũng có thể chốt đi một phần Ờ uh, AAS một mã cổ phiếu tương đối quen thuộc và đến thời điểm hiện tại thì cũng đang dò lại vùng 8 này và khỏe khoắn hơn thì ở vùng 8.4. Ờ uh, xu hướng thì dòng tiền như thế này thì cũng chưa chưa thể bật bật mạnh được đâu các anh chị, tức là nó sẽ còn cần thêm một cái một cái cái cái, cái 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 quãng thời gian để nó đi qua đi lại đây nó test lại cung và nó cần một cái phiên kỹ thuật uh, xác nhận. Như vậy thì trong ngắn hạn để không bị nhỡ xu thế thì chúng ta có thể bắt khoảng tầm 10% ở vùng 8.4 ở phòng thêm vùng 8.2, 8.3 đến 8 nói chung là nôm na từ 8 đến 8.4 là chúng ta bắt đủ 30% vị thế và sau những cái vị thế đó thì cổ phiếu đúng xu hướng chúng ta sẽ chủ động để chúng ta mở các cái điểm mua tiếp theo điểm mua tăng thì trọng hoặc là điểm mua hết thì phương pháp mua như vậy thì sẽ rất là an toàn à, Cổ phiếu VX Uh, VX là chúng ta có một cái cú bắt đáy tương đối thành công đến thời điểm hiện tại. Uh, vùng 3X này sau đó thì cũng có dự phòng thêm cái điểm 27 đến điểm 27.5 và trong tuần uh, cũ này này thì có một cái có một phiên này nhún xuống uh, sau đó thì phục hồi lên. Uh, cái target ngắn đầu tiên thì như vậy là nó đã đạt được 35 rồi và trong ngắn hạn thì 32.5 sẽ là điểm hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu này. Uh, nhìn cái cách đi như thế này thì xu hướng là VX sẽ đánh tiếp ở trong tuần giao dịch mới khả năng là như vậy thôi vùng 32.5 không gãy các anh chị giữ và chúng ta có thể cân thêm cân thêm cái 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 tỷ trọng của quanh những vùng này rồi bây giờ thì sẽ phân tích sang nhóm thép các anh chị nhé HPG vâng một cái mã cổ phiếu uh, ngành đầu của hàng thép của Hòa Phát và Ờ, chúng ta nhìn lại một cái chặng đường đi của Hòa Phát từ vùng giá 13 Và đến thời điểm hiện tại là Hòa Phát đã lên 60 Tức là đâu đó khoảng tầm 5 lần tài khoản Ôi, sướng thế chứ lại nhỉ Một trang kỹ thuật đi rất là đẹp ờ, Trong ngắn hạn thì Hòa Phát sẽ có những điểm test kỹ thuật Hùng phân tích rồi, vùng 55 không gãy Và xu hướng này thì Hòa Phát sẽ đánh về khoảng vùng 6X Các anh chị đang cầm thì chúng ta sẽ cầm nắm về đến đó và... Uh, sẽ canh để có thể chốt hạ đến cái vùng đó. Uh, thép Hoa Sen đến thời điểm hiện tại thì chưa có những cái phân tích mới các anh chị nhé Vùng kháng cự của nó vẫn là 32.5 và dự kiến thì khi cổ phiếu về đến vùng này thì vẫn vẫn sẽ bị chốt vẫn bị chốt. Nam Kim, ờ uh, thép Nam Kim thì uh, trong các cái phân tích kỹ thuật ở uh, trước đây, uh, Nam Kim mà uh, chúng ta đã đưa được những cái target của Nam Kim khá là cao. Trong tuần thì Nam Kim có những điểm test khá là đẹp ở đây, hai lần, hai lần test lại vùng 24. À hai lần test lại vùng 24 không gãy thì uh, cái xu hướng của Nam Kim uh, vẫn là một cái xu hướng mà có thể đánh lại về vùng kháng cự ở nó của nó đây, ở vùng khoảng vùng 28 ngắn hạn thì như, như vậy. ở à, về đến vùng 28 các anh chị có thể chốt bớt. Chốt bớt một phần, còn nếu vượt được 28 thì có thể uh, phần còn lại chúng ta sẽ canh chốt ở quanh vùng 3x. Uh, TLH như vậy thì biên ngắn của TLH ở vùng 14 và biên kháng cự ở vùng 16.5 vẫn ở trong cái biên này thôi. Và về mặt xu hướng thì khi chạm về 16.5 thì cái lực chốt nó sẽ xuất hiện. Uh, TVN ở thời điểm hiện tại uh, lấy hỗ trợ 13.5 và kháng cự của nó ở đây là khoảng vùng 16. Uh, xu hướng thì như vậy thôi, xu hướng thì cũng chưa có gì đột biến cả cái target vùng trên cao vùng 18 đấy thì khả năng là cũng chưa chưa thể, thể đạt được và nó chỉ đạt được ở khoảng quanh vùng 16 đến khoảng vùng 16.5 thôi, tức là kỳ vọng hồi phục lại cái vùng vùng hỗ trợ gần ở đây. Bom thì uh, theo hùng là không không có chơi bởi vì em này thì cái tính tạo lập của nó khá là cao và đến thời điểm hiện tại thì có thể xác nhận là cái vùng 20 này là vùng kháng cự tương đối mạnh ở đây. Uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật uh, ở đây nó quanh khoảng vùng 18, không gãy 18 thì cầm, gãy thì thôi chúng ta bán ở uh, VGS uh, trong phân tích định lượng thì cũng có đề cập đến khả năng cái câu chuyện mở trend kỹ thuật từ vùng từ vùng hỗ trợ của nó ở đây vùng 21 đến vùng 22 hai uh, trong tuần thì đã nó đã có những cái điểm phá điểm phá cái biên hỗ trợ này nhưng uh, kết tuần thì lại đi vào được cái biên hỗ trợ thì có thể nhìn ở một cái góc độ dài hơn và rộng hơn như vậy thì chúng ta có thể lấy thêm cả một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây À, tức là uh, chấp nhận uh, có thêm những cái điểm mua nếu có ở vùng 18 đến vùng 18.5 ở đây. Uh, và cái vùng này mà bị phá thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta thôi là chúng ta chấp nhận SL bởi vì cái vùng đó mà bị phá đồng nghĩa với việc là VGS sẽ không còn cơ hội để đánh lên nữa. Uh, phân tích một số các uh, cái mã cổ phiếu của Xi măng Uh, HT1 Rồi HT1 như vậy là đã rơi về lại cái vùng hỗ trợ sâu của HT1 ở đây uh, Vùng này đã tổ chức bắt đáy được hay chưa thì theo Hùng là cứ bình tĩnh thôi chúng ta cứ bình tĩnh thôi 15.7 uh, Cái biên hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây khoảng 15 năm đến khoảng vùng 16 Thì nó đang có những cái tín hiệu như này là tốt này Những tín hiệu như này có nghĩa là tín hiệu mà cổ phiếu sẽ Ngừng rơi ở đây và cần một cái tín hiệu đảo pha xu thế đảo chiều tức là lực cầu quay trở lại và giá cổ phiếu đâu đó tăng lại vượt khoảng vùng 16.5 cộng. Đây khoảng vùng 16.5 là hợp lý. Đó, nói chung là nó vượt được cái cái này. Thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta sẽ uh, sẽ như thế nào các anh chị? Chúng ta sẽ bắt đáy. Nhưng mà để mà không bị nhỡ cái vị thế thì túc tắc là vùng này các anh chị nhặt 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 một ít được rồi đó, nhặt một ít được rồi. BTS thì nhìn lực đi này chưa ổn, nhìn lực đi này chưa ổn và nó vẫn đang cần phải có thêm, khả năng là nó vẫn đang cần phải có thêm những cái điểm kỹ thuật ở quanh vùng 5.8 này, 5.8 đến khoảng vùng 6. cần có thêm những cái điểm đánh giá kỹ thuật ở vùng 5.8 đến vùng 6 trước khi mà chúng ta có những cái phân tích về cái mặt phục hồi của nó ở đây. BCC cũng như vậy, BCC đến thời điểm này thì cũng chưa nhìn thấy những cái yếu tố kỹ thuật nó sáng sủa hơn và chúng ta cần thêm uh, những cái phân tích về mặt kỹ thuật định lượng của nó ở quanh vùng 10.5 trước khi mà có một cái lực phục hồi kỹ thuật ở đây. Rồi bây giờ thì uh, phân tích một số các mã ngành phân bón BFC. <laughs> ở BFC ở trong thời điểm hiện tại thì chúng ta đang nhìn ở một cái biên tương đối là ngắn hỗ trợ ở vùng 21 và kháng cự ở đây à, kháng cự của nó ở đây đó là vùng bao nhiêu đấy vùng 23 thôi đạm Cà Mau đạm Cà Mau ở đây là chưa có chạy được đâu các anh chị nó sẽ cần thêm thời gian theo hùng là thêm thời gian để nó xây đi xây lại ở cái vùng ở đây nữa này tức là nó sẽ phải như thế này đó rồi sau đó nó xây đi nó sẽ có những cái điểm trả lại cung ở đây à, trước khi mà nó có cái mức độ phục hồi ở đây thì sẽ có thêm đánh giá đàm phú mỹ à, hiện tại thì cũng như vậy thôi nó ở vùng 18.5 và trong ngắn hạn thì nó sẽ có thể có xuất hiện một cái lực phục hồi kỹ thuật của nó ở đây khi mà đường mát thì nó cũng đang khá là ok rồi thì những cái điểm phục hồi này thì nó có thể đưa về lại vùng 20 đó, đối với nhóm phân bón Uh, họ Việt theo chúng ta nói đến mã cổ phiếu VGI uh, VGI là cũng đã có một cái nhịp chỉnh giảm rồi Chỉnh giảm rất là dài Và chúng ta đã đưa cái vùng có thể uh, dự báo Dự báo ở vùng 31.5 Thì nó đã về đến trong tuần Và về đến vùng này rồi thì vẫn chưa nhìn thấy Chưa nhìn thấy các cái tín hiệu kỹ thuật phục hồi ở đây Thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát Và uh, cái vùng này mà bị phá tiếp Bị, bị phá tiếp thì xu hướng nó sẽ bị đạp về vùng hỗ trợ sâu sẽ đạp về vùng hỗ trợ sâu và như vậy là nếu mà đạp về vùng hỗ trợ sâu thì nó sẽ gần như là hết cái một cái nhịp tăng của VGI đó với tín hiệu này thì chưa nhìn thấy đâu là đáy cả 31.5 các anh chị quan sát thêm CTR Uh, CTR thì giai đoạn này là gần như không có một cái sự giao dịch đột biến nào uh, và cũng chưa thấy một cái tín hiệu về mặt phục hồi về mặt kỹ thuật là mạnh mẽ nên là cái cổ phiếu này các anh chị đang cầm thì chúng ta cũng có thể cân nhắc uh, các cái nhịp hồi thì chúng ta bán thôi, chúng ta chưa thể đầu tư được. Nhóm ngành mía đường chúng ta có QNS, <laughs> QNS như thế này tín hiệu như thế này là xấu khi mà dòng tiền thì không có rồi và cái mốc hỗ trợ 40 trung hạn này nó đang có dấu hiệu bị phá. Ở đây là một cái lực phục hồi tương gọi là phục hồi phục hồi với, phục hồi với thì nó sẽ test lại cái đáy ở đây này. Đó cái đáy nó vừa tạo ra đây. Đấy ví dụ như vậy nó sẽ test à, tạo ra cái đáy ở đây. Và cái đáy này nếu như mà bị gãy thì như vậy là nó sẽ đi về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở dưới này. Các anh chị lưu ý SBT đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có nhiều cái dư địa vào có phân tích cho các anh chị rồi Hiện tại thì sóng của SBT vẫn đang là một cái sóng giảm chủ đạo Nên là chúng ta chú ý cái việc uh, cầm nắm LSS uh, trong uh, tuần thì nó cũng lấy lại được cái vùng hỗ trợ 11.5 đến vùng 12 uh, Trên góc độ kỹ thuật thì uh, sau khi mà nó cán cái vùng 14, uh, target vùng 14.5 Thì nó sẽ đưa về lại cái vùng hỗ trợ này thì cái vùng hỗ trợ này nếu mà phiên giao dịch uh, tuần mới mà nó bị phá thì các anh chị lưu ý và uh, Nói chung nôm na ở đây nếu mà em này mà bị mất vùng 11 tức là có nghĩa là LSS nó sẽ hết sóng Còn vùng 11 mà còn tức là vùng 11 còn thì cái cơ hội mà để uh, LSS phục hồi là 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 còn còn nếu như mà vùng 11 mà bị mất thì như vậy là khá là xấu Nhóm ảnh diệt may các anh chị nhé chúng ta có TCM Uh, thì TCM uh, như thế này là cẩn thận này Tức là sau một cái giai đoạn nó đi ngang uh, Cũng có lưu ý rồi Gãy vùng 110 thì chúng ta bán thôi TNG đến thời điểm hiện tại Thì cũng đang có một cái dấu hiệu phục hồi đáy ở đây Tức là vùng hỗ trợ của nó ở đây Vùng 20.3 uh, Thì về vùng này Về vùng này thì... Uh, khả năng có sẽ có một cái nhịp tạo lập về phục hồi tay cộng ở đây thì chúng ta sẽ chờ một cái phiên mà có một cái lực bắt đáy khoảng trên 4 triệu cổ phiếu trên 4 triệu cổ phiếu các anh chị nhé thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta mới tổ chức bắt đáy ở đây trường hợp sau khi chúng ta tổ chức bắt đáy mà cổ phiếu bị mất cái vùng 20 tức là nó bị bán có một cái có một cái cây nến đỏ đặc như này ví dụ như vậy thì chúng ta cũng phải uh, bán SL cái vùng mua vị thế của chúng ta Eve uh, trong một cái góc nhìn chung và dài hạn đó trong một cái góc nhìn chung và dài hạn thì cũng đã đưa cái target của eve về vùng 18 về vùng 18 tám anh chị nhé và về đến vùng 18 rồi thì eve nó đã có một cái nhịp chỉnh về mặt kỹ thuật ở đây uh, thì nhịp chỉnh này thì cũng có phân tích rồi đó là không gãy khoảng vùng uh, vùng ở đây là bao nhiêu vùng mười mười uh, mấy đó ở vùng mười lăm thì cái lực đánh là cái cơ hội đánh lại là còn cái cơ hội đánh lại là còn đó, cái cơ hội đánh lại là còn đây. Cơ hội đánh lại là còn ở đây. Và như vậy thì trong ngắn hạn thì sẽ phục hồi lại vùng 17 của EVE. Ở VGT chưa có nhiều các yếu tố đột biến. Nhiều anh chị có hỏi Hùng là có đã bắt đáy được hay chưa? Thì nhìn như này là chưa ổn các anh chị mười 3 khả năng là cũng chưa ổn và dự báo thì có thể nó sẽ có ở quanh vùng 14 sẽ là cái vùng mà mà cổ phiếu này dự báo thì nó sẽ 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 uh, tích lũy tốt hơn ở cái vùng này ở uh, phân tích uh, nhóm ngành cao su thì chúng ta sẽ có phr uh, đến thời điểm hiện tại là phr cũng đã có phân tích ở trên room rồi và chúng ta uh, bắt đầu chính tính toán một cái tọa độ để uh, chúng ta bắt đáy bắt đáy phr ngày hôm qua ngày 26 tháng 4 ngày 26 tháng 4 là đã có những cái đánh giá đây 26 tháng 4 đây đã có những cái đánh giá về PHR và theo quan sát của ông Lê thì dự báo là cổ phiếu này sẽ dừng rơi ở khoảng vùng 48 đến vùng 50 và vùng này thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta quan sát để chúng ta bắt vị thế và trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì ông đã tiếp tục đánh giá cái xu hướng về khả năng một cái lực phục hồi của 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 em này ở vùng 48 đến khoảng vùng 50 với tín hiệu kỹ thuật hiện tại là đang khá là ok rồi các anh chị và trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì đã uh, khuyến nghị bắt tiếp tục bắt đó tiếp tục bắt và để không nhỡ tàu thì vùng 52 đến vùng vùng 52 đến vùng 52.5 ở chúng ta bước một chân lên tàu và sau khi cổ phiếu về đến tài khoản thì chúng ta sẽ chủ động các cái phương án tiếp theo DRI ở thời điểm hiện tại uh, sau khi mà em này đánh về 10 thì cái phiên giao dịch kết tuần như này nó tương đối là xấu. Ở khi mà nó bị rơi lại về tức là nó bị lấp lại những cái nỗ lực tăng trước đó của nó. Thì đối với DRI nếu như mà cổ phiếu này mà bị gãy ở đây, bị gãy khoảng vùng 9 thì như vậy là chúng ta sẽ uh, chấp nhận bán cổ phiếu ra bởi vì khi khi cổ phiếu mà gãy chín thì cái cơ cái xu hướng là cổ phiếu nó sẽ đi về các cái vùng hỗ trợ sâu hơn. Đó thì tốt nhất là chúng ta bán để chúng ta giữ lại cái phần lỗ ngăn ngắn ra ngắn, ví dụ như vậy à, GVR cũng đã được khuyến nghị bắt đáy ở trong phiên ngày bao nhiêu nhỉ GVR. GVR đã được khuyến nghị bắt đáy phiên ngày 26 tháng 4 Ngày 26 tháng 4 xuất hiện tín hiệu bắt đáy ở vùng 24.25 đến khoảng vùng 24.5 Ngày 26 tháng4 thì tại thời điểm đó ngày 26 tháng 4 27 đây à, tại thời điểm đó thì nhận diện thấy một cái xu hướng khả năng thì gvr đã có những cái tín hiệu tạo nền ở vùng 22.5 đến khoảng vùng 24 và đây là một cái vùng mà chúng ta sẽ à, tổ chức để bắt đáy và sau khi mà chúng ta bắt xong cổ phiếu về đến tài khoản hoặc là t1 T2 chúng ta nhìn thấy à, cái xu hướng dòng tiền à, đúng thì như vậy là chúng ta sẽ chủ động để chúng ta bắt thêm các cái mã cổ phiếu à, bắt thêm các vị thế tiếp theo à, uh, một số các cái mã cổ phiếu pen uh, chúng ta phân tích qua các anh chị nhé à chúng ta phân tích nhóm sông đà đi nhóm sông đà trước đi nhóm sông đà sd sdt để chúng ta xem là bây giờ các cái, cái cái nhóm này thì đã bắt đầu bắt đáy được chưa thì về ngắn hạn là SDT đã rơi về vùng đây, vùng 5.7 đến vùng 6. Đây dự kiến sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật của SDT tương đối tốt rồi và về đến vùng này thì chúng ta bắt đầu chúng ta tổ chức à, bắt lại à, các cái vị thế của SDT. SD6, SD6 cũng như vậy, SD6 cũng đã về hỗ trợ tương đối mạnh 4.22 đến 4.45 và dự kiến thì đây cũng sẽ là một cái vùng mà chúng ta sẽ bắt đầu tổ chức à, thăm dò lại những cái vị thế của cổ phiếu. SD6, SDT, SD4 Đấy là những cái mã cổ phiếu mà chúng ta hay phân tích nhất Rồi SD4 cũng như vậy Như vậy là SD4 cũng đã chạm về cái vùng hỗ trợ rất là tốt của nó ở đây rồi Đây Đó Vùng hỗ trợ rất là tốt rồi Sau một phiên tăng thì phiên ngày hôm sau thì SD4 cũng đang có những cái điểm chỉnh giảm về mặt kỹ thuật ở đây Thì chúng ta sẽ chờ ờ, cái nhóm này có một cái đặc điểm là khi mà nó tích lũy nền nó tích lũy nền rất là dài không phải một hai phiên là nó tăng ngay đâu đó, nó phải cần thêm cái, cái 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 thời gian để nó 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 bứt phá lại ở à, Super Kiên Giang dự kiến là sẽ đạp về lại sẽ đạp về lại cái vùng tích lũy sâu của nó ở đây Ờ à, đó là ở quanh cái biên à, trước đây chúng ta đã có phân tích 11.5 đến biên 12 và dự kiến thì à, sẽ 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 có những cái vùng tích lũy hồi phục ở đây Đúng không ạ FRT ở đây nó dự kiến là quanh vùng 27, 27 ở đây, 26 đến vùng 27. À, quan sát thêm các cái tín hiệu tạo nền ở đây để à, có thể à, để có thể gì ạ? Để có thể là chúng ta tổ chức bắt lại đáy ở đây. Cổ phiếu MBG đến thời điểm này cũng đang à, chịu những cái mức lỗ ngắn hạn và đang quan sát lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây ở vùng 7.25 đến 7.5. Sâu hơn có thể ở vùng 7 và sẽ cần chờ thêm các cái tín hiệu để đánh giá một cái uh, tín hiệu đảo pha ở đây. Và khi cái tín hiệu này được đánh giá là thành công thì sẽ có khuyến nghị bắt bắt lại cổ phiếu này để chúng ta đảo hàng. Cổ phiếu B, B2 cũng như vậy, B2 thì uh, khả năng là nó sẽ xấu hơn này. Uh, quan sát ở vùng 9 vùng 9 này mà không giữ được thì như thế là cái xác suất là B2 tạo được cái target cao nhất ở vùng 12 rồi, nó không còn cái cơ hội nữa. Phân tích uh, thêm uh, các cái pen khá là quen thuộc, ITA cũng đã có khuyến nghị bắt ITA uh, sau khi đạt cái target ở vùng 8.5 đến vùng 9 Thì nó đang có xu hướng tạo về lại, đạp về lại ở đây Đó là vùng 7 đến vùng 7.2 Thì cái vùng này là đang dự kiến uh, chúng ta sẽ thăm dò lại một ít vị thế này uh, Sâu hơn thì chúng ta sẽ phòng thêm ở điểm 6.5 Thì điểm 6.5 là bây giờ chưa tính toán đến nơi Nhưng mà cứ dự phòng Tức là cái vùng này chúng ta bắt khoảng tầm độ uh, 20% Và sau đó thì có thể dự phòng thêm ở những cái vùng ở dưới này đó và tín hiệu uh, kỹ thuật thì hiện tại là nó sẽ cần thêm một đến hai phiên nữa để cũng có thể đánh giá thêm cái tín hiệu tạo nền ở vùng 7. Uh, HHF ở thời điểm hiện tại là sau một cái nhịp mà chúng ta xây được cái target 8 rồi đúng không ạ? Thì cổ phiếu này chỉnh giảm và bây giờ thì cũng đang quan sát lại ở vùng 6.65. 6.65 và chúng ta cũng sẽ cần chờ thêm các cái tín hiệu để chúng ta đánh giá cái 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 gọi là cái mức độ uh, hồi phục kỹ thuật của nó ở đây VHG sau một cái nhịp rơi thì VHG đã có được một cái điểm tích lũy lại nền ở vùng 2.5 Tương đối là đẹp trong cái tuần giao dịch vừa qua Và với lực phục hồi này thì sẽ đưa cổ phiếu về lại cái vùng kháng cự của nó ở đây Vùng kháng cự nó ở vùng 3.5 Thì khả năng cao là khi cái tuần giao dịch mới trở lại là T0, T1, T2, T3 hàng về hàng về thì về đến cái vùng trên này thì ngắn hạn là nó sẽ bị đạp lại này nó sẽ bị đạp lại một nhịp và trong một cái nhịp đạp lại này thì chúng ta sẽ dò lại thêm cái tín hiệu tạo nền và trên một cái góc độ về trung hạn thì góc độ kỳ vọng là vhg vẫn sẽ có một cái trang kỹ thuật dài ở đây đó giống như con cổ phiếu con hút ấy đó con hút cũng như vậy đúng không ạ con hút cũng như vậy tại những cái thời điểm rất thấp này thì hút đã đánh lên được những cái vùng tương đối là mạnh ở đây Ờ, nhưng đối với tín hiệu của hút hiện tại là chúng ta phải lưu ý chúng ta phải lưu ý ở cái vùng hỗ trợ cuối cùng út ở đây đó là vùng bao nhiêu ạ vùng 5.8 ờ, nếu như vùng 5.8 này mà bị gãy thì đấy là cái điểm mà chúng ta cần phải hết sức lưu tâm đó cần phải hết sức lưu tâm của hút bởi vì cái vùng 5.8 này mà bị gãy thì hút sẽ bị đạp tương đối mạnh ở sau đó tương đối mạnh ở sau đó nên là như vậy thì cái target mà trong cái nhịp mà chúng ta dự kiến hút có thể đi được về vùng 8 thì nó chỉ đi được về vùng 7.5 thôi. Và chúng ta bằng lòng với việc là hút chúng ta có một cái trận đánh. Đó, một cái trận đánh rất là dài và ở đâu đó khoảng cái vùng 5.8 này thì chúng đã đưa được cái target lên đến lên đến vùng 7, sau đó từ vùng 7 thì dự kiến đánh về 8 nhưng đánh được về vùng 7.5 và đây cái tín hiệu test lại đây là tín hiệu test lại bị thất bại các anh chị nhá. Tức là nó lên được 7.5 rồi thì nó test lại vùng 7 nó bị thất bại. Đây là tín hiệu test bị thất bại của của cổ phiếu hút đó. Và với cái tín hiệu test thất bại này, đó thì nó đã nó đã như thế nào? Đây, nó đã test lại vùng sâu hơn ở vùng 5.8. Nó đang có cái lực phục hồi đây. Được gọi là phục hồi kỹ thuật. Đó và cái phục hồi kỹ thuật này thì nó phải cần một cái lực đánh của dòng tiền để neo giữ lại được cổ phiếu ở trên vùng 5.8 gãy vùng 5.8 đó là một cái tín hiệu rất xấu của hút đó ví dụ như vậy thì đấy là cái cách phân tích cách tiếp cận vấn đề ok như vậy là bản tin tuần này thì hùng sẽ tạm thời chúng ta sẽ đi phân tích uh, tương đối những cái mã cổ phiếu như vậy các anh chị nhá uh, và sau đó ở trên uh, bản tin tuần nên bản tin tuần các anh chị cần hỏi những cái mã cổ phiếu nào thì các anh chị có thể comment ở bên dưới uh, ở bên dưới ở đây đúng không ạ và trong tuần vừa qua thì cũng có một cái có một comment rất hay ờ, bảo là đâu nhỉ thích cái giọng nói à thích cái giọng nói ờ đúng rồi thích cái giọng nói trong trẻo khỏe khoắn nôm na là như vậy thì đúng rồi người miền trung hùng Lê uh, mặc dù là Uh, cái giọng nói cùng thì nó nếu như những anh chị em nào mà 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 đã tiếp xúc với người miền trung rồi thì sẽ 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 nhận diện thấy được là trong cái âm vang trong cái âm hưởng của Lê nói nó có uh, cái chất giọng miền trung ở trong đó đó đây đây bạn ngọc hữu à đó uh, thì uh, cũng uh, cố gắng để uh, làm sao đó mà luyện tập một cái giọng nói uh, gãy gọn dứt khoát để uh, các anh chị em có thể giao tiếp và các anh chị em nghe để chúng ta hiểu được những cái vấn đề mà ông lê cần uh, truyền đạt đến thì uh, trên bản tin tuần uh, những cổ phiếu mà không được phân tích thì hùng sẽ uh, các anh chị comment và sẽ dành thời gian để trả lời và trên cái bản tin tuần thì trong cái phần thông tin liên hệ thì sẽ có cái đầu tiên đó cái link mở tài khoản uh, để các anh chị có thể mở tài khoản và đồng hành cùng với team của ông lê tại công ty chứng khoán vps cái uh, link của room r 6 đó là room cộng đồng ở hiện tại thì chúng ta đã có room cộng đồng r 6 R7 R8 R9 để một phần các cái phân tích hàng ngày thì đã được chuyển tải lên trên các cái team cộng đồng. Và một lần nữa thì Hùng Lê cũng rất là cảm ơn anh chị em đã đồng hành cùng với Hùng Lê trong cái suốt chặng đường vừa qua. Để đến thời điểm hiện tại là chúng ta đã có 152 bản tin định lượng và phân tích tuần và trên kênh của chúng ta thì đã gần có khoảng tầm 18.000 anh chị em biết đến hùng lê và đăng ký theo dõi các cái bản tin hàng tuần của hùng lê như vậy là một cái một một cái cái gọi cái, cái sự ủng hộ rất là tuyệt vời của cộng đồng nhà đầu tư dành cho cá nhân hùng lê thì rồi phần cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài cái ý mà chủ để chúng ta đi phân tích và định lượng ở cái xu hướng thị trường trong tuần tới thì như hùng lê có chia sẻ là sau một cái giai đoạn mà thị trường kéo trụ long sọt để Uh, phục vụ các cái mục đích của phái sinh cùng với đó thì nhóm make up tức là những, những cái nhóm cổ phiếu vừa vừa nó sẽ chỉnh giảm lại uh, về những cái mặt bằng hỗ trợ và sau khi nó về những cái mặt bằng hỗ trợ rồi thì nó sẽ có những cái tín hiệu tích lũy tạo nền sau cái tín lý tích tích lũy tạo nền đó thì uh, nó sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp chúng ta nhận diện một cái lực phục hồi uh, của các cái mã cổ phiếu và đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật mà sẽ được cùng Lê liên tục cập nhật uh, trong cái phiên giao dịch trong các cái phiên giao dịch của thị trường. đối với chỉ số VN-Index thì hiện tại chỉ số này đang có một cái lực hồi và các anh chị của chúng ta cũng sẽ phải chú ý lại đến cái tuần giao dịch mới. Cái tuần giao dịch mới đó là VN-Index của chúng ta có thể nó sẽ chạm lại, nó sẽ chạm lại cái vùng ở đây các anh chị nhé Đó là cái vùng 1250 điểm ở đây. cái vùng 100 1250 ở đây sẽ là cái vùng kháng cự ngắn sẽ là vùng kháng cự ngắn của VN-Index và trong uh, trong những cái phiên giao dịch uh, khi mà thị trường mở cửa trở lại ấy, thì uh, các anh chị chúng ta sẽ chú ý đến một cái vùng hỗ trợ của vn index ở đây đó là vùng 1.230 điểm như vậy thì uh, có thể sẽ có những cái điểm test ngắn tức là mở cửa thị trường thì có thể nó sẽ có những cái điểm test ngắn ở đây và chúng ta sẽ quan sát những cái điểm test ngắn đó và lưu ý ở một cái vùng kháng cự của thị trường ở vùng 1.250 điểm ở đây đối với chỉ số vn index đối với chỉ số phái sinh của chúng ta thì phái sinh đã có một cái nhịp long rất là mạnh mẽ và đã đưa đã đưa cái chỉ số này về cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng ở đây là vùng 1.300 điểm đó đến vùng 1.310 điểm chính là cái vùng mà Hùng Lê đã phân tích định lượng ngay từ đầu bản tin tuần tức là dự kiến là khi mà cái chỉ số phái sinh của chúng ta về đến cái biên ở thế này đó thì dự kiến là sẽ có những cái điểm sọt lại thì trong cái phiên giao dịch mở cửa của cái tuần giao dịch mới thì chúng ta sẽ lưu ý đến uh, cái vùng 1.300 điểm đến vùng 1.310 điểm ở đây đây sẽ là những cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật của phá trinh thậm chí cao hơn của phá trinh đó là vùng 1.330 điểm ở đây và 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 chúng ta sẽ có có thể là theo như cái quan điểm của hùng thì hùng sẽ phân tích ở trong phiên thôi. Cái này thì cùng hùng nói sơ bộ các anh chị uh, có thể nắm qua thì theo quan điểm kỹ thuật thì khả năng là uh, Phái sinh nó sẽ có những cái điểm test lại ở đây test lại ở đây khoảng quanh vùng 1290. Đó, uh, sẽ nó sẽ có những cái điểm test lại ở vùng 1290 mà không gãy thì khi đó thì nó mới có tiếp tục có thể có một cái chen chen long kỹ thuật. Trend long kỹ thuật về ở uh, những cái vùng kháng cự cao hơn ở trên này và trên góc nhìn kỹ thuật thì chúng đang nhìn thấy là nhóm Cap cũng đã về tương đối uh, tương đối là những cái điểm hỗ trợ đẹp rồi và cũng có thể kỳ vọng uh, nhóm này sẽ bắt đầu uh, có những cái mức độ hồi phục và khi nhóm này hồi phục thì tài khoản của chúng ta mới xanh và mới dương quay trở lại thì đối với chỉ số VN30 trong một cái nhịp long thì nó cũng đã đưa à, cái chỉ số này tiệm cận về vùng kháng cự ở đây là vùng 1113 điểm đến vùng 1115 điểm. Chính là chính là cái điểm mà Hùng Lê đã phân tích ngay từ đầu cái bản tin tuần ở đây thì nó đã đi về cái vùng kháng cự này. Thì vùng kháng cự này các anh chị của chúng ta cũng lưu tâm đó. Thì về mặt kỹ thuật là dự kiến là khi khi mà nó đi về những cái vùng kháng cự này thì nó sẽ test cung kỹ thuật ở đây. Đó, và những cái điểm test kỹ thuật của VN30 thì khả năng dự kiến nó cũng sẽ nằm ở đâu đó ở quanh vùng hợp hợp lý và đẹp thì nó sẽ nằm ở đây tức là quanh vùng bao nhiêu đấy quanh vùng ở đây là quanh vùng 1000 1305 điểm của VN30 vùng này mà không gãy thì cái cơ hội bật uh, tiếp của chỉ số này là còn còn nếu cái vùng này mà bị phá vỡ thì lúc đó cái trend short nó sẽ uh, tiếp tục quay trở lại đối với thị trường và và đối với chỉ số VN30 thì chúng ta cũng có một cái vùng kháng cự tương đối mạnh ở đây cùng với chỉ số phái sinh đó là vùng 1330 điểm 1330 điểm nó cũng song trùng với cả cái chỉ số của phái sinh ở đây chỉ số của phái sinh ở đây các anh chị đó song trùng với chỉ số phái sinh ở đây và cái điểm này thì nó 1300 đây nó sẽ view lại đây, đó 1330 điểm của phá trình ở trên này. Thì phân tích những cái chỉ số biến động của thị trường ở trong phiên thì chắc chắn là chúng ta phải sử dụng trên biểu đồ M5 và các anh chị biết rằng là thị trường của chúng ta thì luôn luôn biến động, luôn luôn vận động và sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật ở trong phiên để giúp cho Hùng Lê có thể có những cái phân tích định lượng tốt hơn để giúp cho anh chị em của chúng ta có thể chủ động trong quá trình giao dịch đầu tư. Một lần nữa thì Hùng Lê xin được gửi lời cảm ơn đến cộng đồng anh chị nhà đầu tư. À, trong thời gian vừa qua đã dành những lời động viên chia sẻ à, rất là chân thành đối với cá nhân Hùng Lê và cũng kính chúc à, toàn thể anh chị em cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta sẽ có trước mắt 3 ngày nghỉ ở à, vui vẻ bên người thân bên gia đình chúng ta sẽ rời xa thị trường à, chúng ta sẽ à, vui chơi chúng ta sẽ tái tạo lại cái năng lượng để chúng ta có được một cái sức khỏe tốt nhất có được một cái tinh thần tốt nhất để cùng đồng hành với Hùng Lê chiến đấu với à, quái vật của thị trường chiến đấu với ông Mister của thị trường để làm sao đó À, chúng ta luôn luôn là những người lướt trên những con sóng chủ động đứng trên những con sóng không bị động trong mọi tình huống trong mọi trường hợp và à, cái điều mong muốn lớn nhất đó là à, qua cái kênh cộng đồng chứng khoán chiến binh trên từng con sóng thì muốn truyền đến một cái cảm hứng à, về về một cái về một cái gọi là gọi là một cái quan à, thói quen đam mê hay gọi là một cái cái niềm đam mê à, đầu tư chứng khoán à, trong cái môn bộ môn đầu tư chứng khoán nó cũng có thể gọi đó là một cái công việc đó bởi vì uh, chúng ta phải bỏ rất nhiều thời gian chúng ta phải bỏ rất nhiều công sức uh, và chúng ta cũng phải uh, học hỏi chúng ta cũng phải uh, nói chung là sử dụng rất 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 nhiều các cái công cụ hỗ trợ về mặt kỹ thuật rồi phân tích để chúng ta có thể đưa ra được một cái định lượng về một cái mã cổ phiếu hay là về một cái trang kỹ thuật của thị trường thì uh, hùng mong muốn rằng uh, qua cái qua cái kênh của chúng ta uh, đó chúng ta sẽ truyền tải được những cái thông điệp đến với cộng đồng nhà đầu tư đến với những anh chị em Uh, mới đầu tư uh, sẽ cố gắng lên chúng ta cần uh, uh, có được uh, một cái nền tảng kiến thức tốt trên cái con đường đầu tư chứng khoán và uh, thị trường chứng khoán là một cái bộ môn rất là khó và trên cái thị trường đó trên cái uh, sàn giao dịch đó thì uh, để tồn tại được thì chúng ta cũng phải có những cái chiến lược chiến thuật uh, rất là rõ ràng thì chúng ta mới có thể đi gọi là đi chậm và đi bền vững được còn với những anh chị em mà chúng ta xác định đi vội vàng tức là chúng ta full mặc zin hay là chúng ta chưa có kiến thức mà chúng ta đã mang một cái số tiền lớn chúng ta đi đầu tư. Như vậy thì một cái trận bão của thị trường nó sẽ làm cho chúng ta ngáo ngơ hết. Đó và nó sẽ làm cho chúng ta mất cái định hướng định lượng, mất cái định hướng uh, mà chúng ta đang đi. Đó cái câu chuyện nó vậy nên là uh, với một cái tinh thần xây dựng và với một cái mong muốn các anh chị của chúng ta chúng ta sẽ uh, tích lũy những cái nền tảng kiến thức rồi chúng ta sẽ đi chậm, đi từ từ và đi chắc ở trên thị trường. Chứng khoán bởi vì rõ ràng một điều là kênh của chúng ta thì chắc chắn là sẽ đồng hành cùng với cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta sẽ cố gắng được khoảng tầm 1.000 bản tin. Đó, sẽ cố gắng một nghìn bản tin thì khi đó thì có khả năng là sẽ giải nghệ chứng khoán. Rồi, chúc cả nhà có một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vui vẻ hạnh phúc bên người thân, bên gia đình và hẹn gặp lại cả nhà trong các bản điển tin tiếp theo.